Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 77. Lâm Nhất nhìn người vừa đáp xuống bên cạnh mình, cực kỳ ngạc nhiên nói. Ha ha, muốn cảm tạ ta sao? Vậy ngươi phải còn sống mới được, đi. Trên gương mặt già nua của tiền bối Đường Du lộ ra nụ cười hiền hòa, lời còn chưa dứt đã vỗ một chưởng lên người Lâm Nhất. Quỳnh! Lâm Nhất còn chưa kịp hé miệng thì cơ thể ở giữa không trung, trong một tích tắc đã bay ra xa cả nghìn mét. Ngay sau đó, đáy mắt hắn bỗng lóe lên vẻ khác thường, một chưởng mà đối phương vỗ xuống bao hàm luồng chân nguyên cực kỳ bá đạo, chân áp toàn bộ mảnh vụn của kiếm ý đang mất khống chế bên trong cơ thể lại, thương thế lập tức hỏa hoãn lại nhiều. Ô Phong cực kỳ phẫn nộ, vừa định đuổi theo đã bị tiền bối Đường Du cười híp mắt chặn đường, bực bội quát, lão già khốn kiếp, ông quyết vì một khách khanh mà muốn đối đầu với ta sao? Tiền bối Đường Du chẳng hề dao động, hờ hững nói, hắn có ân với thư viện thiên phủ, cho dù hôm nay chỉ là một người ngoài thì ta cũng sẽ bảo vệ hắn. Thư viện thiên phủ ta, không có vô sỉ như lầu huyết phú ngươi, vẫn hiểu thế nào là có ân tất báo. Quang mang lóe lên trong mắt Ô Phong, ông ta lạnh lùng quát, vậy để ta xem ông làm thế nào mà bảo vệ hắn, kiếm thế của hắn đã nát, chẳng qua chỉ là một phế nhân mà thôi. Tất cả người của lầu huyết phú nghe lệnh, giết chết tên tiểu tử này, tuyệt đối không cho phép hắn ra khỏi biển trăng khô. Viu viu viu. Ngay lập tức, những người còn lại của lầu huyết phú lần lượt bật người nhào vào trong không trung, đuổi theo Lâm Nhất vẫn còn chưa đáp đất. Bảo vệ Lâm Nhất. Vẻ mặt Mạc Linh lạnh băng, dẫn đầu lao ra, dẫn theo người của thư viện thiên phủ đuổi theo. Trương Viễn do dự một chút cuối cùng cũng tuốt kiếm dẫn theo đệ tử của Thiên Kiếm Tông cùng chạy đến chi viện. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, trên trời hai kẻ mạnh cảnh giới thiên phách giao tranh, dưới mặt đất là một đám người đang chém giết. Nhưng phần nhiều người lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Nhất đang bị đánh bay trên bầu trời. Cơ hội. Trong đáy mắt Cơ Vô Dạ chứa đầy sát ý lập lòe, nhưng vẻ mặt hắn ta lúc sáng lúc tối, không hề ra tay ngay lập tức. Ai cũng biết, tuyệt chiêu chân chính của Lâm Nhất chính là kiếm thế, là kiếm trong tay hắn. Nếu như kiếm thế bị hủy, chỉ luận về tu vi thì có rất nhiều người sẽ không sợ hắn. Càng đừng nói đến kiếm thế của hắn đã bị một kẻ mạnh cảnh giới thiên phách phá hủy, trong một lúc chắc chắn là không thể hồi phục được. Trước đó tử chiến với ba vị trưởng lão nhìn thì khiến lòng người rung động, nhưng chân nguyên ít nhất cũng phải hao đi 9 phần. Nếu như ra tay, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Cái gọi là yêu nghiệt, quang mang quá chói mắt, thì sẽ rất dễ bị chết hiểu. Quỷ Đao Diêm Không cũng nhếch khóe miệng cười lạnh, đáy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng đúng vào lúc hắn ta định ra tay, một luồng ánh mắt lạnh băng liền ghim lên người hắn ta. Lông mày hắn ta khẽ nhíu, quay đầu lại nhìn, là Bạch Lê Hiên. Lập tức tuét miệng cười nói, nghe nói ngươi và tên tiểu tử kia cùng xuất thân từ Lăng Tiêu Kiếm Các, xem ra quả thực là vẫn còn có tình đồng môn, chẳng qua chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn ta lại. Lời vừa dứt, đáy mắt hắn ta tối lại, một luồng sát ý khủng bố lan tràn ra ngoài. Chẳng qua sát ý này chưa chắc đã có thể chạm đến người Bạch Lê Hiên như mong muốn, mà Tạ Vân Kiều không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bạch Lê Hiên, hờ hững cười nói, hắn không đủ, thêm ta nữa thì sao? Sư huynh! Bạch Lê Hiên nhìn sang Tạ Vân Kiều bên cạnh, đáy mắt khó nén nổi vẻ ngạc nhiên. Diêm Không đột ngột khùng lên. Trầm giọng nói, Tạ Vân Kiều ngươi cũng không thích tên tiểu tử kia đúng không? Đừng nói với ta, ngươi không muốn có được thiên tinh châu trên người tên tiểu tử kia. Ta đương nhiên không thích hắn, nhưng sư đệ nhà ta lại khá là thương. Nếu như hắn ta đã không muốn để ngươi ra tay, vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi. Tạ Vân Kiều lười thèm để ý đến hắn ta, trong lúc nói chuyện, những đệ tử khác của Càn Vân Tông cũng đi đến. Đáng ghét. Diêm Không nghiến chặt răng, cơ hội tốt thế này lại bị hai người kia làm hỏng. Hồng hộc. Đúng vào lúc này có hai âm thanh thình lình phá không vang lên. Mấy người đang rằng có bỗng biến sắc, vội vàng quay đầu lại nhìn. Sau khi Diêm Không nhìn rõ thì phẫn nộ đến bật cười, lạnh lùng nói, thế mà lại để cho hai tên vô dụng kia chiếm lợi rồi. Là Tần An và Bùi Nhạc. Trong cục diện rối loạn, có không ít người muốn nhân cơ hội loại trừ Lâm Nhất,
nhưng rõ ràng tốc độ của hai người này đã nhanh hơn bọn họ một bước. Bên dưới những đám mây điện cuồn cuộn, trong sa mạc cát vàng mênh mông, tiếng chém giết vang trời, cả một vùng hỗn loạn. Trên không trung, hai kẻ mạnh cảnh giới thiên phách giao đấu, chỉ mới giao đấu khí cơ mà đã gây ra các loại dị tượng liên miên, sấm vang chớp giật. Bên dưới, đệ tử của Lầu Huyết Phú đại chiến với Thư viện Thiên Phủ, đến đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Còn có rất nhiều người trong lòng mưu đồ bất chính, sau khi thấy Lâm Nhất bị thương thì lần lượt xông đến. Sau khi ba vị trưởng lão áo đỏ kia tan thành cho bụi trong một tích tắc, ở vùng biên giới của biển trăng khô này có thể nói là đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Có rất nhiều tông môn tạm thời chưa có hành động gì, nhưng hai mắt cũng đều ánh lên lập lòe, trong mắt là vẻ do dự chưa biết nên làm gì. Dù gì, trên người Lâm Nhất đang cầm một kỳ vật hiếm có như thiên tinh châu, nói không động tâm là không thể. Nhưng xét cho cùng, ở trước mặt bàn dân thiên hạ, những tông môn có tiếng tăm kia đều vì sĩ diện mà mãi vẫn chưa ra tay. Mà càng khiến bọn họ do dự là, một khi không thể giết chết Lâm Nhất, với tốc độ lớn mạnh của người này, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành một kẻ địch vô cùng khủng khiếp. Còn có những con át chủ bài trên người Lâm Nhất mà hắn chưa lộ ra nữa. Nhưng Tần An và Bùi Nhạc rõ ràng không suy nghĩ nhiều như vậy, hai người liên thủ trong cổ mộ tinh quân lại bị Lâm Nhất đánh bại, đây là mối nhục cực lớn. Lòng dạ hai người này hẹp hòi đã bộc lộ rõ trong mộ cung từ lâu, bọn họ tuyệt đối là người không thèm để ý đến sĩ diện. Mặc kệ người có bị thương hay không, nhân lúc người yếu thì phải cho người tiêu luôn. Trong số người đuổi giết, thực lực của hai người rõ ràng mạnh hơn nhiều. Hầu như khi Lâm Nhất vừa chạm đất chưa bước được mấy bước thì đã chặn đường đi của hắn. Việc trong thế gian này đúng là kỳ diệu, Lâm Nhất, ngươi còn nhớ một kiếm đâm vào tim ta chứ? Vẻ mặt Tần An lạnh lẽo, tay cầm roi xích xà, đáy mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Một kiếm đó cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải hắn ta mạng lớn, thì có lẽ đã phải chết bên trong đó rồi. Cho dù may mắn sống sót. Uống rất nhiều linh dược thì vết thương này cũng chỉ hồi phục được một nửa. Muốn khỏi hoàn toàn ít nhất phải mất 10 ngày thời gian. Công tử Táng Hoa thật là uy phong quá, vừa rồi không phải một kiếm đã giết chết ba kẻ mạnh cảnh giới âm dương sao? Thế nào bây giờ lại nhếch nhác bỏ chạy như một con chó thế này? Khóe miệng Bùi Nhạc nhếch lên cười lạnh, đáy mắt đầy vẻ giễu cợt. Sắc mặt Lâm Nhất đã tái mét nhưng mà trên thực tế đã khỏe hơn nhiều. Ba kẻ mạnh cảnh giới âm dương không hề gây ra thương tích gì quá lớn cho hắn, vết thương lớn nhất chủ yếu là vì kiếm thế bị mất khống chế, phản phệ tổn thương nội tạng. Nghĩ đến tiên thiên kiếm ý đỉnh phong viên mãn kia, xuyên ngang bầu trời, dung hòa với trời đất, chém dứt 10 dặm mây trắng. Đột nhiên bị mất khống chế phản phệ sẽ tạo ra vết thương nặng cỡ nào, không cần nói cũng tưởng tượng ra được. Nếu không phải tiền bối Đường Du ra tay, hắn muốn chấn áp lại luồng kiếm ý mất khống chế này không mất nửa ngày thì chắc chắn là không thể làm được. Bây giờ, kiếm ý mất khống chế nếu như đã ổn định rồi thì vết thương sẽ không bị nặng thêm nữa. Chỉ là chân nguyên gần như hao sạch, áp lực khi phải đối đầu với Tần An và Bùi Nhạc vẫn khá lớn. Lâm Nhất, Mạc Linh đang chém giết với đám người của Lầu Huyết Vũ, từ xa nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt trở nên đầy lo lắng. Sự lo lắng này khó mà che giấu được. Ngăn bọn họ lại. Đám người của Lầu Huyết Phú đương nhiên là vô cùng hưng phấn, chỉ cần Lâm Nhất chết, chết trong tay ai cũng có gì khác biệt đâu. Không ít người đều nhìn thấy cảnh này. Hành vi thừa nước đục thả câu này mặc dù đáng hổ thẹn, nhưng bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào, dù gì thế lực của tông môn phía sau hai người này cũng không nhỏ. Chỉ là cảm thán, Lâm Nhất này đúng là nhiều trắc trở. Lúc thấy có kẻ mạnh thiên phách đứng ra cứu giúp là hắn có thể có cơ hội sống sót rồi thì đột nhiên lại bị Tần An và Bùi Nhạc chặn lại. Đáng chết! Bạch Lê Hiên đang cùng Tạ Vân Kiều ngăn cản Diêm không mắng một tiếng, lập tức đuổi theo. Đuổi kịp sao? Đợi khi ngươi chạy đến, Lâm Nhất đã chết trong tay Tần An và Bùi Nhạc rồi. Thấy cảnh này, Diêm không cười khinh thường nói. Bạch Lê Hiên xa sầm mặt. Quay đầu giận dữ nói, Bạch Lê Hiên ta làm việc không cần ngươi để tâm. Dứt lời, hắn ta đuổi theo mà không quay đầu lại. Bạch Lê Hiên quay đầu rời đi, trong mắt lóe lên phong mang vô cùng lạnh lẽo, như bảo kiếm sắc bén hoàn toàn xuyên thủng hư không.
Nghe vậy, Diêm không ngây người, trong mắt hắn ta lóe lên vẻ tức giận, thầm lạnh lùng nói, tiểu tử không biết sống chết sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ chết trong tay ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thủ đoạn của quỷ đao. Phía xa, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, thản nhiên nói, lúc ở trong cổ mộ tinh quân, thật sự không nên tha mạng cho các ngươi. Ha ha, ta còn tưởng ngươi quên mất chuyện mình đã làm trong cổ mộ tinh quân rồi. Đưa kiếm băng luân của ta và thiên tinh châu ra đây, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết chắc, Tần An cười châm chọc, cất tiếng uy hiếp. Dáng vẻ cầu xin ta tha thứ như hai con chó của các ngươi, đương nhiên ta ấn tượng rất sâu sắc, sao có thể dễ dàng quên được. Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn lạnh nhạt châm chọc. Tự tìm đường chết. Giết chết hắn. Hai người bị nói trúng tim đen, trong mắt có lửa giận hừng hực thiêu đốt. Trên người bọn họ có sát ý dâng trào, tấn công về phía Lâm Nhất. Bọn họ cho rằng kiếm thế của Lâm Nhất bị phá hủy, hao hết chân nguyên, bây giờ muốn giết hắn chẳng khác nào giết chó cả. Vậy mà hắn còn dám mạnh miệng như thế, thật là không biết điều, tự đâm đầu vào chỗ chết. Sắp toi đời rồi. Nhìn thấy cảnh này, không ít người thoáng chốc thấy hồi hộp, hao hết chân nguyên, kiếm thế bị phá hủy, Lâm Nhất còn có thể có thủ đoạn gì chứ? Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một con đường chết. Nét mặt Lâm Nhất không chút thay đổi, không hề nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt hắn. Tuy khuôn mặt anh Tuấn tái nhợt đến mức đáng sợ, nhưng phong mang ở mi tâm vẫn chưa từng thay đổi. U Vân Trảm. Roi Xích Xà, biển lửa vô biên. Hai người tấn công tới từ trên không trung, sát chiêu xuất hiện, thoáng chốc đã rơi xuống. Vào lúc vô số người không dám nhìn thẳng, mi tâm Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, chín cuộn tranh lơ lửng xuất hiện, một vòng tròn không ngừng xoay quanh hắn. Hai tay Lâm Nhất kết ấn, trong huyền cung có hồn lực dâng trào, chẳng mấy chốc, bốn cuộn tranh đã đồng thời mở ra. Oanh! Một khí thế đáng sợ bùng nổ trên người Lâm Nhất, mái tóc hắn tung bay, chín cuộn tranh cũng đứng cạnh bên nhau. Trong nháy mắt, có một ngọn lửa chói mắt bùng lên, kim quang sáng chói xuất hiện. Tia sáng đó làm mọi người thấy đau cả mắt, Tần An và Bùi Nhạc đang lao tới trên không trung lập tức thấy mắt đau nhói, trong lòng thầm thấy hoảng hốt. Linh đồ. Hỏa Phượng Liêu Nguyên. Không đúng, tuy linh đồ Hỏa Phượng Liêu Nguyên tam phẩm cũng đáng sợ, nhưng chắc chắn không đáng sợ đến mức này. Đúng là có gì đó sai sai, uy lực của thần văn chứa đựng bên trong. Quả nhiên tên này vẫn còn lá bài tẩy. Người bên ngoài tỏ vẻ giật mình, cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ cảm nhận được một hơi thở kinh khủng khiến người ta sợ hãi trên người Lâm Nhất. Chín cuộn tranh kia mở ra toàn bộ, một bức Hỏa Phượng Liêu Nguyên đồ cuồn cuộn hào hùng xuất hiện sau lưng Lâm Nhất. Hỏa Phượng trong tranh sáng lấp lánh giống vật sống, lông phượng như thật, tựa như có uy lực đốt cháy vạn vật. Rút lui. Sắc mặt Tần An và Bùi Nhạc đều thay đổi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nhất còn có lá bài tẩy như thế. Nhưng đã muộn rồi. Con Hỏa Phượng kia đột nhiên tung cánh bay lên, chín cuộn tranh vỡ nát, một uy thế đáng sợ kéo tới. Hỏa Phượng bay xuống từ trên trời, đôi cánh của nó lóe lên kim quang chói mắt, chín sợi linh vũ ở đuôi nó còn chứa đựng uy lực thần văn rất thuần túy. Tuy hơi yếu, nhưng uy lực thần văn rất chân thật. Một tiếng Phượng kêu vang lên. Hỏa Phượng tung cánh bay xuống, hai người Tần An hoàn toàn không thể chạy thoát, thoáng chốc đã bị đụng mạnh vào. Ầm. Trong tiếng vang chấn động, ánh lửa ngất trời xuất hiện, ánh sáng chói mắt, ngọn lửa nóng bỏng tựa như đốt thủng mây trên trời, khiến mọi người đều giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Phụt. Cả người Tần An và Bùi Nhạc bị cháy tơi tả, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Chết tiệt, sao có thể như thế chứ? Sao Hỏa Phượng Liêu Nguyên lại có uy lực đáng sợ như thế được? Hai người vừa giận vừa sợ, không ngừng mắng chửi. Vụt. Lúc này, có tiếng bảo kiếm rút khỏi vỏ vang lên, cảm giác lạnh lẽo kéo đến khiến hai người sợ đến mức vội ngẩng đầu nhìn lên. Phụt. Ánh sáng bạc lướt qua, máu tươi bắn tung tóe, hai cái đầu người bay lên trời. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, chém chết hai người xong. Hắn vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại. Lúc này, sắc mặt của hắn càng tái nhợt hơn, nhưng sắc mặt đó lại không có vẻ nổi bật trong không gian vội vã này.
vụt, vụt, vụt. Tiếng xé gió nổi lên khắp xung quanh, những bóng người liên tục đánh tới. Tuy hỏa phượng liêu nguyên khiến không ít người khiếp sợ, nhưng rõ ràng sắc mặt Lâm Nhất ngày càng khó coi. Nếu những người này đã quyết tâm cướp đi bảo vật quý giá trên người Lâm Nhất thì sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Phụt! Trong lúc đáng chạy nhanh, Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, bước chân trở nên lảo đảo. Vào khoảnh khắc rút kiếm táng hoa khỏi vỏ, lục phủ ngũ tạng trong người lập tức đau đến mức hắn suýt không thể đứng vững. Lâm Nhất quỳ một chân xuống đất, trụ lại bằng kiếm táng hoa, liên tục ho khan mấy tiếng. Mình đã đến bước đường cùng rồi sao? Lâm Nhất nhìn bóng người kéo đến xung quanh, trên mặt lộ vẻ khổ sở và bất đắc dĩ. Tuy hắn có nhiều lá bài tẩy, nhưng tính toán thế nào cũng không tính được việc sẽ có cường giả cảnh giới thiên phách ra tay. Nhưng chắc tên ngốc kia sắp đến rồi, Lâm Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm. Cộc, cộc, cộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một âm thanh quen thuộc vang lên, phía xa, ngựa huyết long hóa thân thành một tia sáng màu máu lao nhanh tới, lập tức đánh bay mấy người. Kinh vân vô cực. Kinh vân bất định. Kinh lôi phá hiểu. Cùng lúc đó, tiếng kiếm cao vút vang lên, một bóng người đáp xuống từ trên trời, kiếm trong tay hắn ta lóe lên phong mang vô cùng lạnh lẽo. Chân nguyên dao động, bóng kiếm tung hoành, kiếm thế tựa như kinh lôi xuất hiện, những người đuổi giết còn lại đều chết thê thảm. Lâm Nhất nhìn Bạch Lê Hiên đáp xuống từ trên không trung, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, hơi bất ngờ vì đối phương lại ra tay vào lúc này. Ta biết ngươi sẽ không dễ chết như thế mà. Bạch Lê Hiên nở nụ cười nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn ta rất hiếm khi cười với Lâm Nhất, nhưng bây giờ lại khó giấu đi vẻ hưng phấn trong mắt, đối phương có thể sống sót trong tay Tần An và Bùi Nhạc thật sự khiến hắn ta rất kích động. Nhưng sau cảm giác hưng phấn, nét mặt hắn ta trở nên khá phức tạp. Hai người có không ít thù cũ, quan hệ lúc trước hoàn toàn không tốt đẹp gì. Ngựa huyết long ở một bên cũng tức giận nhìn Bạch Lê Hiên, thái độ không hề thân thiện. Lâm Nhất thoáng nghĩ muốn đưa máu thương long trong túi trữ vật cho đối phương. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra với tính cách của đối phương thì e rằng Bạch Lê Hiên sẽ tức giận, hắn ta cũng không phải vì muốn được báo đáp nên mới ra tay. Trong quần long thịnh yến, có lẽ thương long kiếm quyết sẽ rất nổi bật, công tử Tiểu Bạch, ta đợi ngươi. Dứt lời, Lâm Nhất nhìn Bạch Lê Hiên thêm cái nữa, sau đó nhảy lên ngựa, nhanh chóng đi xa. Sau khi Lâm Nhất rời đi, ven biển trăng khô dần yên ổn lại. Nhưng vẫn có rất nhiều người chưa hết hy vọng liều mạng đuổi theo, có điều tất cả đều bị ngựa huyết long bỏ lại sau lưng, không hề có ngoại lệ. Trên người ngựa huyết long có huyết quang ngất trời. Nhìn từ xa giống như một tia sáng màu đỏ vậy. Tia sáng như điện, thoáng chốc đã bay ra nghìn trượng, trong nháy mắt đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tuy sóng gió đã tạm thời lắng xuống, nhưng e rằng sự thích của Lâm Nhất hôm nay sẽ khó mà biến mất ở U Châu. Đã rất nhiều năm rồi U Châu không xuất hiện thiên tài mới nổi đáng sợ như vậy. Đừng nói là Đại Tần Đế Quốc. Dù là ở Huyền Dương Điện trong thành U Châu cũng không có thiên tài khiến người ta phải kinh ngạc đến thế. Trong cổ mộ tinh quân, đầu tiên là đánh bại biết bao nhiêu thiên tài trên bảng Long Vân, Quách Húc, Tần An, Bùi Nhạc cũng lần lượt trở thành bại tướng dưới tay hắn. Sau đó, ngay cả Cơ Vô Dạ được gọi là huyết thủ đồ tể cũng thua trong tay Lâm Nhất, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. E rằng không ai ngờ tới sẽ có kết quả như thế. Nhưng mọi người không hề biết rằng đây hoàn toàn không phải giới hạn của Lâm Nhất. Cảnh tượng bên bờ biển trăng khô, Lâm Nhất một đấu ba, đánh nhau với ba trưởng lão cảnh giới âm dương tựa như trong mơ khi nãy mới là thực lực thật sự của Lâm Nhất. Thực lực như vậy, e rằng chưa đến một ngày đã dấy lên sóng to gió lớn ở U Châu rồi. Chắc chắn trong một khoảng thời gian dài sau đó, Lâm Nhất với danh hiệu công tử táng hoa sẽ trở thành đề tài nói chuyện của mọi người. Thời gian dần trôi, chắc chắn tiếng tăm của Lâm Nhất sẽ truyền khỏi U Châu. Nói tới nhân tài mới nổi ở cổ vực Nam Hoa, nhất định sẽ không bỏ qua sự tồn tại của Lâm Nhất. Tên này thật sự một kiếm thành danh rồi. Quỷ đạo Diêm không nhìn về phía xa, bực bội nói. Ta cảm thấy ngươi nên vui vì ta đã cứu ngươi một mạng, Tạ Vân Kiều cười châm chọc, lạnh nhạt nói. Nhìn xem Tần An và Bùi Nhạc đi. Hai tên này cho rằng sẽ chiếm được bảo vật,
ai ngờ lại chết thảm tại chỗ khi còn chưa thấy rõ chiêu kiếm của Lâm Nhất. Nhưng không thể không nói, Lâm Nhất thật sự một kiếm thành danh rồi. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn như thế, người trẻ tuổi nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành đã là rất hiếm có rồi. Người nắm giữ kiếm ý viên mãn đỉnh phong càng quý hiếm hơn, thậm chí có hay không cũng là một bí ẩn. Ít nhất hắn ta biết trong các đệ tử của Càn Vân Tông không ai nắm giữ được kiếm ý như thế cả. Dù không thể nói kiếm ý là một tồn tại vô địch, rất nhiều yêu nghiệt trong bảng vẫn có thủ đoạn khắc chế nó, ví dụ như ma ngục huyết sát của Cơ Vô Dạ, đó cũng là một thủ đoạn khá lợi hại. Ít nhất Tạ Vân Kiều cảm thấy nếu mình bị nhốt trong ma ngục huyết sát đó, chắc chắn mình sẽ rất khó chịu, có thể phát huy 7 phần thực lực đã là giỏi lắm rồi. Có điều kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong chắc chắn sẽ mang đến ưu thế rất lớn cho Lâm Nhất, khi đối mặt với yêu nghiệt trong bảng, hắn cũng sẽ không quá thua thiệt. Nếu là ta ra tay, ai sống ai chết vẫn chưa chắc đâu. Quỷ Đao Diêm không hừ lạnh, trừng Tạ Vân Kiều một cái rồi xoay người rời đi. Mạnh miệng. Tạ Vân Kiều cười khinh thường, hỏa phượng Liêu Nguyên kia đáng sợ như thế, dù là Diêm không thì ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. 10 ngày sau. Hoàng thành đế đô, Đại Tần đế quốc. Trong thư phòng yên tĩnh tao nhã ở Hoàng cung có khói tím lượn lờ, tràn ngập không khí khiến người ta sảng khoái tinh thần. Trong thư phòng luôn có hàn ý nhẹ nhẹ, nhưng khói tím quanh quẩn ở đây lại có thể làm dịu lại hàn ý này, khiến người ta rất thích ở nơi này. Lúc này, một bóng dáng nhẹ nhàng đang nằm nhoài trước bàn sách, tùy tiện lật xem một quyển cổ tịch. Cho dù trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta đã bị một lớp vải mỏng phủ lên, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, cũng có thể khiến người ta cảm thấy hít thở dồn dập. Uy thế của bậc đế vương mơ hồ cô đọng trên người nàng ta, nó không tản ra ngoài, nhưng lại khiến người ta phải kính sợ. Nàng ta chỉ ngồi im một chỗ đã khiến người ta cảm thấy đây là chúa tể của nơi này, làm chủ thiên hạ, không ai dám cãi lời. Công chúa Phượng Hoa, Tô Hàm Nguyệt, nữ đế tân nhiệm của Đại Tần đế quốc. Trong 3 tháng ngắn ngủi, uy thế của bậc đế vương trên người nàng ta đã trở nên rất áp bức rồi, cực kỳ kinh khủng, không biết còn đáng sợ hơn Tần Vương đời trước bao nhiêu lần. Ken két. Cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy nhẹ, người đó chậm rãi đến gần. Tay người đó cầm một vò hầu nhi tử, có vẻ khá không thích hợp với thư phòng tao nhã này. Không cần phải nói, trên khắp đế quốc Đại Tần, người dám xông vào thư phòng của Tô Hàm Nguyệt với dáng vẻ như vậy chỉ có công tử Lưu Thương mà thôi. Lại có tin của Lâm Nhất Hà. Tô Hàm Nguyệt buông quyển sách cổ trong tay xuống, cổ tay trắng nõn như tuyết cùng với những ngón tay thuôn dài như ngọc đung đưa trước ngọn đèn dầu trông rất mê người. Nàng hỏi là lại. Hiển nhiên nàng vẫn luôn nắm giữ tung tích của Lâm Nhất. Dù sao thì đối với cổ vực Nam Hoa, đế quốc Đại Tần thật sự rất nhỏ bé. Người trong đế quốc muốn ra ngoài tôi luyện quả thật là một chuyện khá nguy hiểm. Lưu Thương khẽ gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nói, trên biển trăng khô xuất hiện mộ phủ của tinh quân thượng cổ, việc này đã hấp dẫn rất nhiều nhân tài kiệt xuất thuộc bảng Long Vân. 10 tên yêu nghiệt đứng đầu bảng ngoài đều xuất hiện, thậm chí huyết thủ đồ tể Cơ Vô Dạ và quỷ đao Diêm không cũng có mặt. Ánh mắt Tô Hàm Nguyệt không một tia gợn sóng, nàng vẫn im lặng lắng nghe. Lâm Nhất vốn đang ở U Châu, đương nhiên không có chuyện không đi. Ai mà ngờ được một tên kiếm khách đến từ đế quốc Đại Tần có thể đánh bại phần đông nhân tài kiệt xuất thuộc bảng Long Vân, thậm chí đánh bại cả Cơ Vô Dạ, giành được Thiên Tinh Châu do tinh quân để lại. Dù Tô Hàm Nguyệt có tầm nhìn rộng lớn nhưng nghe đến giây cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi mà hắn đã đuổi kịp bước chân những nhân tài kiệt xuất thuộc bảng Long Vân kia, việc này quả thật vượt khỏi dự liệu của mọi người. Ít nhất thì Tô Hàm Nguyệt không ngờ được. Lưu Thương trầm ngâm nói, tuy nhiên, còn chưa hết, thế lực cấp chuẩn bá chủ tại thành U Châu dường như rất hận Lâm Nhất. Khi hắn ra ngoài, 3 tên trưởng lão cảnh giới âm dương đã đồng thời ra tay với hắn, quyết đưa hắn vào chỗ chết. Lầu huyết phú à! Tô Hàm Nguyệt lẩm bẩm, sâu trong mắt nàng lóe lên sát ý lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Mãi một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nói, tuy nhiên, người đã đến, hẳn là Lâm Nhất không chết. Lưu Thương khẽ thở dài, chẳng những không chết, mà hắn còn giết 3 người kia, chỉ một chớp mắt mà đối phương đã hóa thành cho tàn. Hiện tại,
toàn bộ thành U Châu đều đang bàn luận về việc này, vô cùng rúng động, có lẽ đến giờ nhiệt độ vẫn chưa hạ đâu. Tuy nhiên, theo ta thấy thì Lầu Huyết Vũ vẫn chưa từ bỏ ý đồ, sợ là U Vân Lão Quỷ, kẻ thù cũ của Lâm Nhất, sẽ đích thân ra tay. Lâm Nhất sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi giết ngay khi rời khỏi biển Trăng Khô. Ta biết rồi. Tô Hàm Nguyệt vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng những lời của nàng lại khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề. Trong sự hời hợt dường như ẩn chứa một trận gió tanh mưa máu sắp ập đến. Nhân tiện thông báo cho Lăng Tiêu Kiếm các biết việc này luôn đi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tô Hàm Nguyệt liền nói. Lưu Thương vừa bưng vò rượu lên tưới một ngụm, vừa liếc nhìn Tô Hàm Nguyệt. Uy nghiêm của bậc đế vương càng phát ra nồng đậm từ trên người nàng, loại uy nghiêm này mang đến áp lực cực lớn. Khí tức ngẫu nhiên phát ra từ trên người nàng ta càng sâu không lường được, e là trong 3 tháng ngắn ngủi, thực lực của Tô Hàm Nguyệt đã có bước tiến bộ khủng bố. Chắc không lâu sau cô sẽ đi đúng không? Lưu Thương chợt hỏi. Tô Hàm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn ta, mãi một lúc lâu sau mới đáp, có lẽ. Lưu Thương không nói gì thêm mà xoay người rời đi, hắn ta khẽ lắc đầu, nở một nụ cười khổ khi chợt nhớ đến những lời Lâm Nhất đã nói trước khi đi, sẽ có một ngày, dù ngươi có đứng trên 9 tầng trời thì ta cũng sẽ lôi ngươi xuống. Hắn ta thầm nghĩ, Lâm Nhất à, nếu ngươi không cố gắng, e là lần này nàng sẽ thật sự đứng ở trên 9 tầng trời đấy, sợ rằng cả đời này ngươi cũng không đuổi kịp. Rồi hắn ta lại nhớ đến lời của thiếu niên kia, cô gái của ta, dù là chân trời góc bể thì ta cũng quyết tìm bằng được. Có lẽ chính vì chấp niệm và kiên trì như vậy nên Tô Hàm Nguyệt mới quyết định chọn hắn. Chỉ trong vòng 3 tháng đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc như vậy, thoạt nhìn thì thấy rất oai phong, chấn động cả U Châu, nhưng sợ là những hung hiểm trong đó khó có ai đoán trước được. Quận Tần Thiên, Lăng Tiêu Kiếm Các. Với tư cách là tông môn kiếm đạo đứng đầu đế quốc Đại Tần, từ trước đến nay, Lăng Tiêu Kiếm Các vẫn luôn ồn ào, náo nhiệt, sự phồn hoa của nơi này có thể so sánh với Hoàng Thành Đế Đô. Lúc này, trong đại điện của Kiếm các vị trưởng lão lâu năm và 7 vị trưởng lão chấp kiếm đều có mặt. Mọi người đều tỏ vẻ nghiêm túc. Bọn họ vừa xem xong tin tức do Lưu Thương gửi đến, tất cả cảm thấy rất kinh ngạc và chấn động. Việc này, là thật sao? Nếu là tin do Lưu Thương gửi đến thì chắc không phải giả. Mới chỉ 3 tháng mà thôi, vậy mà Lâm Nhất có thể đấu ngang với nhân tài kiệt xuất thuộc bảng ngoài bảng Long Vân, thậm chí ngay cả tên tàn nhẫn như Cơ Vô Dạ cũng phải bại trong tay hắn. Hơn thế nữa, 3 gã trưởng lão cảnh giới âm dương cùng liên thủ, vậy mà đều chết dưới kiếm của hắn, ta thật sự không biết phải nói gì. Nếu nói thế thì e rằng chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện vốn vẫn luôn trang nghiêm bỗng trở nên vô cùng ồn ào, đủ loại âm thanh vang lên. Trong lời nói lộ rõ sự kinh ngạc và không dám tin. Sau một hồi chấn động, các trưởng lão chấp kiếm nở nụ cười tươi rói, tỏ rõ niềm vui mừng. Càng khiến người ta bất ngờ và mừng rỡ hơn chính là Lâm Nhất chỉ là khách khanh của Thư viện Thiên Phủ, chứ không hề gia nhập. Thậm chí, dù đệ tử Thiên Kiếm Tông nhiều lần lôi kéo, hắn vẫn giữ vững quan điểm, từ đầu đến cuối luôn là đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lâm Nhất không hề thay đổi, hắn vẫn nhớ rõ thân phận của mình. Trong đại điện, Mai Hộ Pháp ngồi ở vị trí chủ quản nở nụ cười thản nhiên. Nói đúng hơn thì hiện tại nên gọi ông ấy là Mai Các Chủ rồi. Từ sau khi các chủ tiền nhiệm và thập tam gia cùng rời khỏi Đại Tần, ông ấy liền đảm nhiệm vị trí các chủ kiếm các vì mục đích chung. So với những người khác, Mai Hộ Pháp càng vui mừng hơn bởi trong trận sóng gió kia, Bạch Lê Hiên đã ra tay giải vây cho Lâm Nhất. Bất kể như thế nào, ông ấy đều rất vui mừng khi hai người họ có thể hóa giải hiềm khích lúc trước, vì dù sao thì Bạch Lê Hiên cũng từng là đệ tử của ông ấy, tuy rằng hiện tại hắn ta đã gia nhập Càn Vân Tông. Một người đến từ đế quốc Đại Tần đồng ý gia nhập một thế lực cấp bá chủ, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Đổi lại là các tông môn khác, có lẽ sẽ cảm thấy mừng rỡ không thôi và cho rằng đó là vinh dự của tông môn. Chư vị, tạm thời giữ bí mật việc này, đừng nên công bố rộng rãi, có thể sẽ mang đến cho Lâm Nhất những rắc rối không cần thiết. Mai Hộ Pháp quét mắt nhìn mọi người, khẽ nói. Còn 8, 9 tháng nữa sẽ đến Quần Long Thịnh Yến,
thật đáng để chờ mong. Đến cuối cùng, Lâm Nhất sẽ phát triển đến trình độ nào? Trong rừng rậm, cổ thụ chọc trời che khuất tầng mây. Một cái bóng màu đỏ máu lao đi như tia chớp, xuyên qua những chạc cây, tốc độ của nó nhanh đến mức khiến lòng người kinh sợ. Dù là cao thủ cảnh giới âm dương đã tu luyện thân pháp cấp địa thì cũng chưa chắc có thể đạt đến tốc độ đáng sợ như vậy. Vèo. Bóng dáng như tia chớp kia thình lình dừng lại ngay trước một gốc cổ thụ cao gần ngàn trượng. Dưới tán cây, thiếu niên áo xanh đang ngồi khoanh chân từ từ mở mắt ra. Không cần nhiều lời, thiếu niên này đương nhiên là Lâm Nhất rồi. Phù. Hắn từ từ mở mắt, thở hắt ra một hơi rồi duỗi tay ra bắt lấy linh quả do ngựa huyết long vừa nhả ra. Sau khi dùng tay áo lao qua một lượt, Lâm Nhất mới cắn một ngụm rồi nhai nuốt. Phải nói, linh quả có hơi quý hiếm. Sau trận chiến ở biển Trăng Khô, thương thế của Lâm Nhất nghiêm trọng hơn hắn dự đoán rất nhiều. Tuy giao đấu với ba trưởng lão cảnh giới âm dương không tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng thương thế ở lục phủ ngũ tạng do kiếm ý của bản thân cắn trả lại gây ra tổn hại đến căn cơ. Hiện tại đã 10 ngày trôi qua, hắn mới miễn cưỡng khôi phục. Suy cho cùng vẫn là cao thủ thiên phách, vừa ra tay đã mạnh mẽ phá vỡ kiếm thế của ta, Lâm Nhất vừa ăn trái cây vừa lẩm bẩm tự nhủ. Kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong đã đủ khủng bố, có thể giúp hắn đánh cùng lúc với ba trưởng lão cảnh giới âm dương mà vẫn không rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, khi đối mặt với cao thủ thiên phách, hiện tại hắn vẫn bất lực. Đó gọi là, nhất lực phá vạn pháp. Tuy nhiên, lấy lực phá xảo hay lấy xảo phá lực đều chỉ là cách nói tương đối mà thôi. Cũng như nước và lửa, nước có thể dập tắt lửa, nhưng nếu lửa đạt đến một mức độ nào đó thì cũng có thể làm nước bốc hơi. Nếu kiếm ý của ta tiến bộ thêm một bước nữa, chưa hẳn không thể phá vỡ uy áp của cao thủ thiên phách. Ví như kiếm ý viên mãn đỉnh phong của hắn có thể khuếch đại cảnh giới, đủ sức áp chế ba gã trưởng lão âm dương. Lại nói, tuy rằng ba người này có tu vi âm dương tiểu thành, nhưng nếu so với đám yêu nghiệt thuộc bảng trong bảng Long Vân thì e là yếu hơn rất nhiều. Lâm Nhất vừa gặm trái cây để bổ sung tinh lực vừa ngẫm nghĩ, suy xét lại toàn bộ những việc mà hắn đã trải qua trong cổ mộ tinh quân. Theo như kinh nghiệm có được khi giao đấu với cơ vô dạ thì thực lực của người này không hề yếu hơn ba gã trưởng lão của lầu huyết vũ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nếu thế, ắt hẳn tu vi của đám yêu nghiệt bảng trong ít nhất đều đạt đến cảnh giới âm dương, nghĩ thôi đã thấy có chút đáng sợ. Đến cảnh giới âm dương, muốn tăng lên một bậc sẽ càng thêm khó khăn, tiểu thành và đại thành khác xa nhau, sợ là cách cả một lạch trời. Dù không phải là yêu nghiệt bảng trong, khi đối mặt với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành thì e là phần thắng của ta cũng không cao. Lâm Nhất lộ vẻ đăm chiêu, hắn muốn có chỗ đứng trong quần Long Thịnh Yến thì trong khoảng 8, 9 tháng còn lại không thể lười biếng được. Còn hiện tại, Lâm Nhất dự định sẽ đến di tích kiếm tông một chuyến, xem có thể tạo bước đột phát về kiếm đạo hay không. Tại biển Trăng Khô, tu vi của hắn đã đột phá từ cảnh giới âm huyền viên mãn lên dương huyền đại thành. Ngày sau e là khó gặp được kỳ ngộ như vậy. Trước khi quần Long Thịnh Yến bắt đầu, nếu hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới dương huyền viên mãn thì quả thật là chuyện đáng được ăn mừng. Hoặc là chỉ có thể dựa vào lối tắt, đó chính là thăng cấp kiếm ý, từ đó không ngừng cường hóa ưu thế của bản thân. Di tích kiếm tông nằm ở lãnh thổ Lôi Châu, cách U Châu khá xa, dọc đường đi phải xuyên qua rất nhiều châu. Lại nói, trong 9 châu của cổ vực Nam Hoa thì Lôi Châu có hoàn cảnh ác liệt nhất, đó là nơi cao thủ tề tụ, tông môn mọc san sát như rừng. Hơn nữa, nghe đồn rằng vị trí di tích kiếm tông có hơi đặc biệt. Tốt nhất là có thể tu luyện thương long cửu biến đến biến thứ 3, được vậy, dù kiếm pháp không tiến bộ vẫn có thể đối mặt với kẻ địch cảnh giới âm dương một cách nhẹ nhàng hơn. Đến di tích kiếm tông, cơ hội đạt được một ít kỳ ngộ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thương long cửu biến cũng phân làm tiểu thành, đại thành và viên mãn. Nếu tu luyện đến biến thứ 3 thì xem như cảnh giới tiểu thành, với thần quyết luyện thể thượng cổ bực này thì đạt đến tiểu thành đã xem như khủng bố lắm rồi. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng thấy không dễ dàng, trước mắt hắn chỉ mới tu đến biến thứ nhất, máu thương long trong tay cũng không dám tùy tiện luyện hóa, e ngại lãng phí. Tiến từng bước một thôi. Lâm Nhất ngẫm nghĩ hồi lâu. Ánh mắt hắn cũng không có vẻ gì là sốt ruột.
uy lực của Thương Long Cửu Biến rất đáng sợ, một bước lên trời là chuyện không thể nào. Soạt. Lâm Nhất ném trái cây còn đang ăn dở đi, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía để phân biệt phương hướng, rồi xoay người nhảy lên ngựa, vỗ vào cổ Tiểu Hồng. Ngựa Huyết Long lập tức rú lên một tiếng, rồi lại hóa thành một tia chớp đỏ, phi như bay trong rừng rậm. Trước đó, sau khi rời khỏi biển Trăng Khô, Lâm Nhất đã dự đoán được Lầu Huyết Phủ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ với hắn. Cho nên chỗ mà hắn lui đến thường là rừng sâu núi thẳm, yêu thú thành đàn. Dọc đường đi cũng không mấy yên ổn, nhưng sẽ giảm bớt nguy cơ bại lộ hành tung. Giao đấu với yêu thú cũng xem như một loại tu luyện, hắn còn chưa tự đại đến mức lười biếng. Xíu, yêu yêu. Sau khi Lâm Nhất rời đi một lúc lâu, trong rừng rậm tăm tối, dưới một tán cây ẩm ướt có một ông lão lẳng lặng bước ra. Toàn thân ông lão này tỏa ra hơi thở u ám, khiến cho người ta có cảm giác rét lạnh, cứ như có vô số oan hồn đang vờn quanh ông ta. Hiển nhiên, ông lão này chính là trưởng lão khách khanh của Lầu Huyết Phủ, U Vân Lão Quỷ. Bản thân U Vân Lão Quỷ là tà tu, là một cao thủ về quỷ đạo nổi danh hung ác trong địa phận U Châu. Nghe đồn lúc về già, ông ta đã đắc tội một nhân vật lợi hại, vì mạng sống nên mới gia nhập Lầu Huyết Phủ và trở thành khách khanh cho đến ngày hôm nay. Ân oán giữa Lâm Nhất và ông ta tính ra cũng đã khá lâu. Lúc trước, bên ngoài Hồ Tử Vân, đồ đệ yêu quý của ông ta đã chết trong tay Lâm Nhất, nếu không vì lẽ đó thì Lãnh Hạo Vũ của Lầu Huyết Phủ cùng sẽ không nổi sát tâm với Lâm Nhất. Trong mắt lão quỷ này thì Lâm Nhất vốn không đáng để ông ta phải đích thân ra tay. Nhưng sau khi biết được tên nhóc này đã giết chết ba trưởng lão cảnh giới âm dương, Lầu Huyết Phủ đã lệnh cho ông ta đuổi giết hắn. U Vân lão quỷ do dự chốc lát rồi tiếp nhận nhiệm vụ này. Để đảm bảo có thể đuổi giết được Lâm Nhất thì trong Lầu Huyết Phủ không ai thích hợp hơn ông ta. Tên nhóc này quả thật rất cẩn thận. Trong mắt U Vân lão quỷ lóe lên tia âm u, ông ta lẩm bẩm nói. Ba ngày trước, ông ta đã đuổi theo Lâm Nhất, nhưng mãi vẫn chưa hiện thân. Không phải ông ta không có lòng tin, mà là không muốn đánh rắn động cỏ. Một khi chưa chắc có thể đánh trọng thương Lâm Nhất ngay tức thì, để đối phương kịp thời cưỡi ngựa Huyết Long bỏ trốn thì e là muốn tìm được sẽ khó càng thêm khó. Thực lực mà đối phương thể hiện tại biển Trăng Khô chắc chắn không phải cảnh giới Dương Huyền Đại Thành tầm thường, cần phải cẩn trọng. Hoặc là không ra tay, một khi ra tay phải đảm bảo nhất kích tất sát, không để hắn có bất kỳ cơ hội sống nào. Rồi cũng có lúc để lộ sơ hở. U Vân lão quỷ lạnh lùng cười. Ông ta là người rất kiên nhẫn, không sợ rằng co với đối phương. Ầm ầm. Trong rừng rậm âm u đột nhiên vang lên tiếng thú gào thét như sấm rền. Từng gốc cổ thụ che trời bị đụng gãy, đó là một con hung thú có thể hình khổng lồ, sau khi nó ngã xuống đất mới thấy rõ những vết thương chẳng chịt che kín cơ thể nó. Máu tươi bắn ra tung tóe khiến mặt đất nhanh chóng biến thành một ao máu. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng yêu thú cũng uất ức gào lên một tiếng, rồi ngã xuống. Vèo. Ngay khi nó vừa ngã xuống, một bóng người từ trà cây đằng xa lao đến với tốc độ tia chớp, rơi xuống trên người yêu thú. Bóng người kia ăn mặc có hơi rách dưới, một nửa người lên lộ ra ngoài, thoáng thấy những vết thương dữ tợn. Thân hình hắn cũng không có nhiều cơ bắp, nhưng ẩn dưới những đường cong tinh mỹ lại là lực lượng khủng bố hệt như sấm vang chớp giật. Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bóng người kia chính là Lâm Nhất, sau khi thương thế khôi phục, hắn đã tôi luyện trong khu rừng này được nửa tháng. Trong nửa tháng, mỗi ngày Lâm Nhất đều chém giết với yêu thú, mỗi một trận đều vô cùng thảm thiết. Con chó huyết diễm trước mắt chính là yêu thú cấp bá chủ hàng thật giá thật, có tu vi Dương Huyền viên mãn. Dù là cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành vô tình gặp nó thì muốn giải quyết cũng khá rắc rối. Chứ đừng nói gì đến việc đi săn. Trong tình huống không xuất kiếm, Lâm Nhất muốn giải quyết nó thật sự rất gian nan. Không phải hắn không muốn xuất kiếm, chỉ là tu vi tạm thời khó có thể tiến bộ, thế nên hắn dồn toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện Thương Long Cửu Biến, dùng kiếm thì có thể dễ dàng giải quyết rồi đấy, nhưng như thế thì làm sao tôi luyện thân thể hiệu quả được. Huống hồ! Khoảng thời gian tôi luyện sinh tử như thế này cũng là một cách để Lâm Nhất rèn luyện ý chí. Răng rắc.
Tử Diên kiếm kình sắc bén vần quanh lòng bàn tay giúp Lâm Nhất dễ dàng phá vỡ làn da yêu thú. Hắn nhanh chóng lấy được yêu đan, kế đó vung tay ném lên không. Viên yêu đan kia còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị một cái bóng đỏ như máu nuốt vào miệng. Đó chính là ngựa huyết long. Nó mở to miệng, để lộ hai hàm răng, trông rất khoái chí. Thấy vậy, Lâm Nhất không khỏi mỉm cười. Nửa tháng qua, ngựa huyết long cũng luôn trong trạng thái tu luyện. Nhờ cùng hắn chém giết các loại yêu thú mà thực lực của nó đã có bước tiến bộ thần tốc. Thân hình cường tráng càng biến đổi một cách thần kỳ, huyết mạch chân long trong cơ thể không ngừng thức tỉnh. Theo như Lâm Nhất thấy, dù đối mặt trực diện với một tên võ giả cảnh giới Dương Huyền viên mãn thì nó cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Sau nửa tháng khổ tu, Thương Long cửu biến vẫn chỉ dừng lại ở tầng 2 cơ sở, cách thời điểm đột phá còn rất xa. Thương Long cửu biến có 11 tầng, 2 tầng đầu là tầng cơ sở, nếu tu luyện thành công thì có thể thi triển biến thứ nhất. Tuy nhiên, tu luyện đến tầng 3 mới được xem là chính thức nhập môn. Đã đến lúc luyện hóa giọt máu Thương Long kia rồi, nếu không thì mãi sẽ dừng lại ở cấp cơ sở, không biết đến khi nào mới đạt đến biến thứ 3. Nửa tháng qua, hắn đã có chút ít cảm ngộ đối với lực phong lôi trong Thương Long cửu biến, chắc chắn sẽ không làm lãng phí giọt máu Thương Long kia. Vậy thì ở đó đi. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại tại một đỉnh núi cách đó hơn 10 dặm. Hiển nhiên, chỉ ở đỉnh núi mới có thể cảm ngộ thật tốt cái gọi là lực phong lôi. Vèo, vèo, vèo. Khi thi triển thất huyền bộ, kim quang toàn thân Lâm Nhất bùng lên, hai tay như cánh bay vút lên không. Ngựa huyết long ngẩng đầu nhìn, rồi nhe răng cười và sau đó tung vó, ung dung đuổi theo. Một người một ngựa lần lượt rời đi. Thật lâu sau, nơi họ vừa đứng xuất hiện một bóng người âm u, ông ta ngẩng đầu nhìn đỉnh núi ở đằng xa. Rốt cuộc cũng sắp để lộ sơ hở. U Vân lão quỷ nhìn Lâm Nhất đang khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, ông ta nhếch miệng nở một nụ cười dữ tợn và tàn nhẫn. Trên thực tế, với tu vi âm dương viên mãn đỉnh phong và võ học quỷ đạo hung tàn, ông ta không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Nhưng trời sinh người này vẫn luôn như thế, sư tử vồ thỏ phải dốc hết sức, đảm bảo không để chút sơ hở nào. Ít có ai bị ông ta để mắt mà có thể sống sót được. Hiển nhiên, không phải là không có nguyên nhân. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét. Lâm Nhất khoanh chân ngồi, vừa nhìn giọt máu Thương Long kia vừa ngẫm nghĩ. Giọt máu nhỏ như hạt gạo lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ, lực lượng đó thật sự rất đáng kinh ngạc, chỉ liếc mắt thôi đã khiến người ta có cảm giác sợ hãi không thôi. Ồ, bỗng nhiên trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc. Xung quanh giọt máu dường như có một luồng khí tức bao phủ, nếu không cẩn thận quan sát thì dù có đặt giọt máu này trong lòng bàn tay cũng không cách nào cảm nhận được. Lâm Nhiệt suy tư trong chốc lát, theo hắn thấy, có vẻ như luồng khí tức thần bí kia chính là một tấm màng bảo hộ. Nhiều loại đan dược cũng được bôi một lớp sáp ở mặt ngoài để tránh tiếp xúc với không khí, phòng ngừa dược lực bốc hơi. Dù sao thì trong không khí, ngoại trừ linh khí, còn có rất nhiều loại khí dơ bẩn, khiến cho dược lực bị sói mòn, làm hỏng dược tính của đan dược. Nói không chừng linh đan diệu dược sẽ biến thành độc dược giết người. Giọt máu Thương Long trước mắt có thể bảo tồn từ thời thượng cổ đến nay chắc chắn là có một vài thủ pháp nào đó. Xíu, yêu yêu. Ánh mắt Lâm Nhất bỗng lóe sáng, ngón trỏ của bàn tay phải đang đặt trên gối đột nhiên búng mạnh ra. Một luồng kiếm quang màu bạc xé rách hư không lao về phía máu Thương Long. Ngay khi kiếm quang sắp đâm trúng máu Thương Long, một việc kỳ quái đã xảy ra, kiếm quang bị tấm màng vô hình bao bọc máu Thương Long cắn nuốt, cuối cùng thiêu đốt thành một đốm lửa màu bạc. Cho đến khi chân nguyên trong kiếm quang bị thiêu đốt không còn gì, giọt máu Thương Long vẫn lơ lửng trước mặt Lâm Nhất, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra. Được đó. Lâm Nhất lẩm bẩm, xem ra muốn luyện hóa giọt máu Thương Long này phải tốn sức một phen rồi. B-O-A-N-G, khanh, B-O-A-N-G, B-O-A-N-G. Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, chỉ trong khoảnh khắc, từng sợi kiếm quang màu bạc liên tục đâm tới. Nhưng vừa đến gần máu Thương Long thì tất cả đều bốc hơi, không có trường hợp ngoại lệ. Thoáng chốc, gần trăm luồng kiếm quang đã bị tiêu hao sạch sẽ.
không được à? Lâm Nhất nhíu mày, thầm hừ lạnh, hắn cũng không tin không thể phá vỡ tấm màn này. Kiếm ý tiên thiên đỉnh phong được thi triển, có kiếm âm hào hùng bùng lên trong cơ thể Lâm Nhất, vang vọng khắp vòng trời. Mây đen bốn phía nhanh chóng di chuyển, trời đất đổi màu. Trên người thiếu niên lập tức bộc phát huy áp lớn lao, đến khi kiếm ý đã hoàn toàn dung hợp với thiên địa, một sợi tóc tung bay dường như cũng chứa đựng uy lực khủng khiếp, khiến cho cây cỏ trong phạm vi 10 dặm quanh đây không ngừng sao động. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương. Khi kiếm uy bao la mà sắc bén sắp phủ xuống, giọt máu thương long trước mặt Lâm Nhất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một khắc sau, một đốm lửa đen bùng lên, dưới sự áp bách từ kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong, lớp màng bao bọc thần bí kia dần dần bị hủy diệt. Ầm ầm. Khi ngọn lửa đen rực cháy, trên vòng trời, dưới sự thôi thúc của cuồng phong, mây đen vô biên vô tận nhanh chóng tụ lại. Phút chốc, trên đỉnh núi là một khoảng không u tối. Thỉnh thoảng có tia chớp rạch ngang qua nền trời. Rốt cuộc tên nhóc này đã thu hoạch được thứ gì trong cổ mộ tinh quân? Đằng xa, trong bóng tối, khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trên đỉnh núi, sắc mặt U Vân lão quỷ bỗng trở nên nghiêm túc. Sâu trong mắt ông ta lóe lên sự tham lam. Ông ta cứ nghĩ tên nhóc này chỉ lấy được thiên tinh châu mà thôi, nào ngờ hắn lại có thu hoạch đáng kinh ngạc như vậy. U Vân lão quỷ không thật sự quan tâm đến thiên tinh châu, bởi vì ông ta đã sớm vượt qua cảnh giới âm dương. Nếu có thể lấy được thì cũng chỉ để trao đổi dị bảo, giúp ông ta thăng cấp lên thiên phách. Nhưng theo như dị tượng trước mắt, dù là tên ngốc cũng có thể nhìn ra được vật mà Lâm Nhất đang luyện hóa thật sự rất có giá trị. Không cần biết nó là gì, cứ làm thịt tên nhóc đó thì sẽ biết thôi. Trong mắt U Vân lão quỷ lóe lên tia âm u. Sát ý bùng lên, trông càng thêm dữ tợn. Lâm Nhất đã đủ cẩn thận, sau khi thương thế lành hẳn, hắn tôi luyện hơn nửa tháng rồi mới bắt tay vào luyện hóa máu thương long, chỉ tiếc là đụng phải cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn như U Vân lão quỷ, mà lão già này còn chơi trò ám sát nữa chứ. Tính tình như thế có khác nào rắn độc ẩn mình trong bóng tối, hoàn toàn không thể đề phòng. Hiện tại hắn đang chuyên tâm luyện hóa máu thương long. Dù có cảnh giác thế nào thì cũng bị phân tâm. Phải nói gần như không có khả năng thoát khỏi ám chiêu của U Vân lão quỷ, e là thập tử nhất sinh. Nhưng một việc kỳ quái đã xảy ra, ngay khi U Vân lão quỷ bước lên một bước, nụ cười trên môi ông ta bỗng cứng lại. Bàn chân vừa định đặt xuống nhanh chóng thu trở về. Thời điểm ông ta nhấc chân lên, một tiếng cười khẩy thình lình vang lên bên tai, tiếng cười này đến rất đột ngột, dọa ông ta sợ chết khiếp. U Vân lão quỷ thu chân lại, thả ra thần thức, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, liều mạng tìm kiếm kẻ vừa phát ra tiếng cười. Nhưng hoàn toàn vô ích, tiếng cười kia gần ngay bên tai ông ta, chỉ trong gang tấc, nhưng với tu vi âm dương viên mãn, ông ta lại không cách nào tìm ra được. Ảo giác ư? U Vân lão quỷ hoảng hốt, vừa sợ vừa nghi hoặc, ánh mắt ông ta lóe lên, lại giơ chân lên, định bước đến một lần nữa. Hừ. Nhưng vừa bước ra thì có một tiếng hừ lạnh vang lên, dọa ông ta lập tức rụt chân về, tim đập thình thịch. Đây là tu vi dạng gì? Dù là cao thủ cảnh giới thiên phách khủng bố cũng không cách nào che giấu hơi thở trước mặt ông ta. Huống hồ, ông ta đã từng giao đấu với cao thủ thiên phách, ít nhất thì dựa vào thủ đoạn của quỷ đạo vẫn có thể bảo vệ tánh mạng. Càng nghĩ U Vân lão quỷ càng thấy sợ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Đáng chết! Rốt cuộc ông ta đã đắc tội vị thần tiên nào chứ? Tiền bối, rốt cuộc ngài là người phương nào? Trước kia, U Vân lão quỷ từng đắc tội rất nhiều người, cho nên khi đối mặt với tình cảnh như thế này, không hiểu sao từ tận đáy lòng ông ta cảm thấy hoảng sợ không thôi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, người không thể đụng vào người này, tuy ta cũng không thích hắn, nhưng còn chưa đến phiên ngươi ra tay. Âm thanh già nua quanh quẩn bốn phía khiến U Vân lão quỷ luống cuống không biết phải làm sao. Trong phút chốc, ông ta có cảm giác người thần bí kia ở khắp mọi nơi, bất kể ông ta có chạy đến đâu thì cũng sẽ đối mặt với sự tồn tại của đối phương. Vậy thì ta sẽ đi, thề không bao giờ ra tay với hắn nữa. Trong cơn hoảng loạn, U Vân lão quỷ thấp giọng đáp. Muộn rồi.
nhưng đáp lại ông ta lại là một giọng nói vô tình. Bốn phương bỗng xuất hiện gợn sóng, U Vân lão quỷ trợn mắt nhìn, hoảng hốt khi phát hiện những cây cổ thụ che trời trong tầm mắt đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi nhận ra mình bị hãm sâu trong khoảng không gian vặn vẹo này, không thể nhúc nhích. Còn chưa kịp phản ứng thì khoảng không vạn vật vặn vẹo kia đột nhiên lóe sáng, kế đó, một cái tay chộp lên đầu ông ta. Thân thể U Vân lão quỷ lập tức nhún ra, rồi hóa thành một bãi máu. Xíu, yêu yêu. Khi chủ nhân của bàn tay kia hoàn toàn lộ diện, khoảng không xung quanh đã khôi phục lại bình thường, một ông lão áo gai từ đó bước ra. U Vân lão quỷ, một kẻ nổi danh hung tàn tại U Châu, vậy mà lại chết một cách cực kỳ uất ức. Nếu Lâm Nhất ở đây, có lẽ sẽ có ấn tượng với ông lão này. Năm xưa ở Hoàng Cung Đại Tần, ngày Tô Hàm Nguyệt đăng cơ, chính ông ta đã đứng chắn trước mặt Tô Hàm Nguyệt, giống như một ngọn núi. Chỉ một cái nhấc tay, ông ta đã phá vỡ kiếm thế của Lâm Nhất, đánh bay hắn từ vạn bậc thang xuống hết lần này tới lần khác, vô cùng chật vật thảm hại. Soạt. Đúng lúc đó, trên vũng máu của U Vân lão quỷ đột nhiên dâng lên những tia sáng u ám đáng sợ. Những tia sáng u ám đó giống như ác quỷ oan hồn từ địa ngục, hung uy ngút trời, vô cùng đáng sợ, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ run rẩy. Nhưng khi những ác quỷ đó nhìn thấy ông lão thì lập tức sợ hãi la lên, chạy đi tứ phía. Tà tu quỷ đạo, lúc còn sống lão già này luyện ác hồn cũng không ít. Ông lão mặc áo gai liếc nhìn qua, phất ống tay áo, những oan hồn đó lập tức hóa thành tro bụi. Ông ta chắp tay đứng đó. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xa, Lâm Nhất với ánh chớp lấp lóe trên người bên dưới mây đen che phủ. Khi nhìn thấy ngọn lửa màu đen bốc cháy trước mặt hắn, trong mắt ông ta lập tức lóe lên tia sáng kỳ lạ. Lửa u minh. Ông lão áo gai hơi kinh ngạc, thứ kỳ lạ này lại có thể nhìn thấy ở đây. Lửa u minh là ngọn lửa đan xen giữa hư và thực, là một loại lửa kỳ lạ khá hiếm thấy. Trong ngọn lửa đó là thứ gì thế kia? Ông lão áo gai vốn không định ở lại đây lâu lập tức nảy sinh hứng thú. Ông ta nhìn chăm chú, cảnh tượng ở cách xa mấy chục dặm không ngừng rõ dần trong mắt ông ta. Máu thương long. Ông lão áo gai kinh ngạc kêu lên, chợt hiểu ra. Thằng nhóc này cũng kỳ quái, hắn lại dùng kiếm ý định phong viên mãn phá hủy ngọn lửa này. Nhưng nghĩ lại với tu vi của hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm bừa như vậy. Hắn tên gì nhỉ? Hình như là Lâm Nhất, tuổi trẻ như vậy đã có thể tu luyện kiếm ý đến cảnh giới này thì quả là tài năng hơn người. Ông là thầm nghĩ, nhìn về phía thiếu niên đứng dưới mây đen bao phủ, trên gương mặt nghiêm túc của ông ta lại hiện lên vẻ tán thưởng. Nhưng đây là một giọt máu thương long thuần túy, long uy hung dữ đến mức nào. Nếu không mượn thứ bên ngoài, cũng không có trưởng bối trợ trận, chỉ riêng xác thịt của hắn mà muốn luyện hóa, dung nạp nó e rằng có chút khó khăn. Ông lão áo gai âm thầm quan sát, dường như quên cả rời đi, trong mắt lại hiện lên hứng thú nồng đậm. Thằng nhóc này thật sự có thể thuần phục giọt máu thương long này sao? Với tu vi hiện tại của hắn chắc chắn sẽ quá sức. Ông lão áo gai nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Cứ xem kẻ khiến thánh nữ xuất sắc nhất của đế huyền cung cũng không thể chặt đứt tơ tình rốt cuộc có năng lực gì. Ông lão áo gai tỏ ra nghiêm nghị, quyết định tạm thời chưa rời đi. Dưới sự quan sát của ông lão áo gai, dị tượng trên đỉnh núi hoang ở phía xa trở nên đáng sợ hơn. Rõ ràng lửa u minh bao bọc xung quanh máu thương long đang bị mài mòn dần dưới kiếm ý của Lâm Nhất. Khí tức của máu thương long dần dần tản đi, dị tượng đều là do nó sinh ra. Đợi đến khi máu thương long chân chính hiện thế, dị tượng khuấy động đất trời e là sẽ còn dữ dội hơn. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất nhíu mày, hắn không ngờ luyện hóa máu thương long lại khó khăn và nguy hiểm như vậy. Trong sấm sét, gió rít gào, thổi mạnh đến mức Lâm Nhất dường như không mở mắt ra được. Cơ thể hắn trở nên vô cùng bé nhỏ trước uy áp thế này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Trong nháy mắt, Lâm Nhất hơi do dự, tạm thời từ bỏ cũng không phải không thể, đợi tu vi tiến bộ thêm rồi luyện hóa chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn. Không được. Nhưng chớp mắt, ý nghĩ từ bỏ lại bị hắn dập tắt, không còn lại chút gì. Ở biển Trăng Khô,
tu vi của hắn đã đột phá mạnh mẽ, từ cảnh giới âm huyền tăng đến cảnh giới dương huyền đại thành, siêu phàm đến mức nào. Đổi lại là người khác, đó hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng được, xác thịt có thể chịu đựng được không cũng chưa chắc. Với hắn mà nói cũng là nhiều nguyên nhân, cơ duyên kết hợp mới có thể đạt được tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Bây giờ, bình tĩnh nghĩ lại vẫn là quá mức lỗ mãng. Cái gọi là đốt cháy giai đoạn, tu vi tăng lên quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt, hơi bất cẩn là sẽ khiến căn cơ không ổn định. Chưa nói đến rất khó có cơ hội tương tự bày ra trước mặt mình để tu vi tăng nhanh, cho dù có, hắn cũng sẽ cân nhắc kỹ càng, không dám hành động tùy tiện. Thời gian dài sau này, tu vi tăng cao của hắn phải ngưng luyện thật kỹ, để căn cơ vững chắc như núi mới là vương đạo. Cho nên, tu vi bậc này tạm thời không thể nâng cao thêm nữa, bây giờ một khi từ bỏ thì không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội luyện hóa. Dù có mạo hiểm hơn nữa cũng phải luyện hóa giọt máu thương long ngay bây giờ. Vẫn đang kiên trì sao? Ông lão áo gai nghiêm nghị, khẽ giọng lẩm bẩm, máu thương long là căn bản để tu luyện thương long cửu biến, không có máu thương long mà muốn chân chính nhập môn thì hầu như là không thể. Nhưng máu thương long thực thụ làm sao cơ thể con người có thể dung nạp dễ dàng, cửa ải này không dễ qua như vậy. Dứt lời, trong mắt ông lão lóe lên tia sáng kỳ lạ, đến rồi. Chợt thấy trên đỉnh núi hoang, lửa u minh bao bọc máu thương long đã cháy hết hoàn toàn, giữa đất trời vang lên tiếng sấm to lớn. Một tia chớp chói mắt xẹt qua chân trời, dường như sắp xuyên thủng hư không, chiếu sáng gương mặt của Lâm Nhất. Vù! Dưới ánh chớp rực rỡ, giọt máu thương long hóa thành ánh sáng đỏ, chui vào tim Lâm Nhất. Chớp mắt, giọt máu đó đã lấy phần tim làm tâm, vô số đường máu không rõ ràng lan ra, quấn quanh cơ thể Lâm Nhất. Điên cuồng lưu chuyển. Ầm ầm ầm. Sấm chớp vang dội, núi hoang rung chuyển, thiếu niên trên đỉnh núi hét lên một tiếng trầm thấp chứa đựng nỗi đau đớn. Từ trong tiếng hét đó có thể nghe ra thiếu niên đang phải hứng chịu nỗi đau khôn cùng, nhưng lại cắn răng chịu đựng. Nếu đã là máu rồng thì xác thịt con người không thể nào dung nạp, muốn được sự thừa nhận của nó cũng không dễ dàng. Nếu không kiên trì được thì không đơn giản chỉ là luyện hóa thất bại. Ánh mắt của ông lão áo gai khẽ dao động, ông ta đã dự liệu được sẽ xảy ra hiện tượng này. Thế nào là thương long? Ngao du cửu thiên, nắm giữ sức mạnh phong lôi, xác thịt đáng sợ có thể so sánh với thần khí. Máu của nó chứa tinh thần hồn phách của thương long, trừ khi xác thịt mạnh ngang ngửa với thương long, nếu không thì khó mà chịu đựng. May là máu thương long này chỉ có một giọt, nếu không Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết. Nhưng dù là vậy, bây giờ xem ra Lâm Nhất cũng vô cùng khó chịu, dù gì hắn cũng chỉ có tu vi cảnh giới dương huyền. Trong mắt ông lão áo gai, hắn chẳng khác nào sâu kiến, muốn luyện hóa máu thương long thì quá lỗ mãng. Nói lỗ mãng cũng là nể mặt hắn rồi, nếu nói cách nghĩ chân thật của mình thì ông lão thấy Lâm Nhất quả thật không biết trời cao đất dày. Gừ! Dưới sự quan sát của ông lão áo gai, thiếu niên bị tia sét bao phủ ấy lại vật lộn dữ dội hơn. Trên người hắn có khí tức điên cuồng không ngừng lan tỏa. Ầm ầm ầm. Lâm Nhất đã không thể ngồi xếp bằng được nữa. Dưới sự giày vò như thế, quyền mang trong tay hắn không ngừng đánh ra. Quyền mang đi qua, chân nguyên khủng khiếp hóa thành gió lớn cuốn tới, khiến cho cả ngọn núi hoang lung lay. Kèm theo hành động nóng nảy điên cuồng ấy, xác thịt sắp bị máu rồng làm nổ tung lại trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếng gào thét của Lâm Nhất rõ ràng giảm đi rất nhiều, hắn đang thử làm quen với kiểu tấn công này, đồng thời đạt thành sự dung hợp chân chính. Trước kia thằng nhóc này đã trải qua chuyện tương tự sao? Ông lão áo gai nhíu mày, đã nhìn ra một chút manh mối. Nếu Lâm Nhất chịu đựng nỗi đau này lần đầu thì đã sớm đau đến mức xé ruột xé gan, kêu la thành tiếng. Chứ không phải như bây giờ, cắn răng kìm nén, đợi đợt tấn công mạnh nhất qua đi. Rõ ràng hắn khá có kinh nghiệm, chỉ cần chịu đựng được cơn đau ban đầu, về sau sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Chẳng trách. Ông lão suy ngẫm một lúc, bỗng chốc hiểu ra. Chẳng trách sau khi tên nhóc này rời khỏi Đại Tần, chỉ 3 tháng ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy. Hắn vốn là chân long, bây giờ bước chân vào cổ vực Nam Hoa này chính là tiềm long nhập uyên, cá vào biển lớn, định sẵn sẽ không phải là kẻ bình phàm. Trên đỉnh núi hoang.
Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại, ổn định tinh thần, ngồi khoanh chân dưới đất một lần nữa. Hắn sử dụng khí lực toàn thân, đồng thời vận chuyển Tử Diên kiếm kình, chậm rãi tiêu hóa giọt máu thương long nơi lồng ngực. Nhưng sự bình tĩnh này không kéo dài bao lâu, mây đen cuồn cuộn trên trời đột nhiên va đập điên cuồng dưới sự tăng cường của gió lớn, đồng thời xoay vần với tốc độ đáng kinh ngạc. Giây lát sau, trên đỉnh đầu Lâm Nhất hình thành lốc xoáy lửa màu đỏ tím, giống như nước sông uốn khúc, đổ về phía Lâm Nhất. Biết ngay là không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhất thầm mắng trong lòng. Bắt đầu từ lúc dị tượng đất trời này xuất hiện, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Cảm giác mình luyện hóa giọt máu rồng này dường như không được đất trời cho phép, sẽ phải trải qua quá trình giống như lôi kiếp. Hắn không rõ nguyên nhân, chỉ mơ hồ có dự cảm như vậy. Nhưng dù là thế, khi nhìn thấy bão màu đỏ tím thật sự, hắn vẫn không kìm được mắng chửi một câu. Lần quan trọng nhất đây rồi. Ông lão áo gai ở xa xa vuốt râu, thản nhiên cười nói. Ông ta không hề thấy ngạc nhiên với cơn bão màu đỏ tím ấy. Lôi hỏa màu đỏ tím nhấn chìm Lâm Nhất trong nháy mắt. Bên trong ngọn lửa, Lâm Nhất không có cách gì nhiều, chỉ có thể dùng chân nguyên hùng hậu bao bọc lấy xác thịt của mình, cố gắng bảo đảm hắn không bị thiêu cháy thành tro. Tử Diên kiếm quyết của Lâm Nhất đã nâng cấp lên tầng 10. Dù cảnh giới tăng lên khá nhanh, căn cơ không thể vững chắc như núi, nhưng kiếm quyết này lại đầy uy lực, thỉnh thoảng sẽ có một luồng khí lạnh dâng lên trong cơ thể, giúp hắn dễ chịu hơn một chút. Trong sự giằng co, chân nguyên của Lâm Nhất không ngừng tiêu hao. Nửa khắc sau, chân nguyên trong cơ thể hắn đã bị hao tổn 1/3, như vậy đã có chút đáng sợ. Khi xưa hắn giao đấu với trưởng lão cảnh giới âm dương tiểu thành, chân nguyên cũng không tiêu hao nhanh như vậy. Trong khi Lâm Nhất chần chừ, chuẩn bị dùng xác thịt cứng rắn chống chọi với lôi hỏa khủng khiếp ấy, hộp đựng kiếm sau lưng hắn không ngừng rung lên, táng hoa lao vọt ra. Không đợi Lâm Nhất kịp phản ứng, một luồng kiếm quang mang theo kiếm ý vô biên, hóa thành tia sáng bạc phóng lên trời. Quỳnh! Kiếm quang bỗng chốc xuyên thủng mây đen đầy trời, một tia nắng thuận theo lỗ hổng đó chiếu xuống. Rác, rác! Sau đó, càng lúc càng nhiều lỗ hổng xuất hiện, những chùm tia nắng giống như kiếm mang đâm thủng mây đen lỗ chỗ. Không lâu sau, mây đen đầy trời dần tan biến, ánh mặt trời bừng sáng, trời xanh vạn dặm. Không có sự gia trì của dị tượng, uy lực của bão lôi hỏa trên người hắn giảm rõ rệt. Hay lắm! Lâm Nhất thấy vậy, trong mắt lập tức hiện lên sự vui mừng, bật cười thành tiếng. Hắn sử dụng tất cả chân nguyên, ngồi xuống đất, lập tức có ánh sáng bạc lan tỏa, hóa thành hoa Tử Diên rồi rào, nuốt ngược số lôi hỏa đáng sợ ấy vào trong. Hắn muốn nhân lúc này sử dụng giọt máu thương long nơi ngực đột phá thương long cửu biến. Phá vỡ chướng ngại tầng thứ hai trong một lần. Kiếm này. Sắc mặt ông lão áo gai chưa bao giờ thay đổi, lúc nhìn thấy táng hoa rời vỏ lại biến sắc, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ đầy sâu xa. Sau đó, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lâm Nhất, hồi lâu sau mới khẽ giọng nói, tạo hóa của tên nhóc này cũng không nhỏ. Trong lúc ông ta nói, trên người Lâm Nhất có ánh sáng đỏ máu bùng lên. Tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc giống như rồng kêu vang lên từ trong cơ thể hắn. Hắn lại thật sự thành công rồi. Ông lão áo gai như có điều suy tư, thầm nhủ. A! Thiếu niên áo xanh trên đỉnh núi đột nhiên quay đầu lại, ông lão kêu lên một tiếng, chợt bật cười. Phát hiện ra ta rồi sao? Bây giờ ngươi vẫn chưa đủ tư cách gặp ta, nhưng nếu như ngươi có thể kiên trì như vậy, bước chân luôn hướng về phía trước. Ta thật sự mong chờ ngày gặp mặt ngươi. Ông lão áo gai khẽ cười, lặng lẽ lui đi. Sau cái phất tay áo, không những khí tức của ông ta được xóa bỏ hoàn toàn, mà máu của U Vân lão quỷ cũng không còn sót lại gì. Hầu như ông ta vừa mới rời đi, bóng dáng Lâm Nhất đã chậm rãi đáp xuống, đưa mắt nhìn quanh. Không có ai sao? Lâm Nhất đáp xuống đất, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Vừa rồi lúc hắn đang luyện hóa máu thương long, tuy phân tâm đi một nửa, nhưng chung quy vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn như có như không đang nhắm vào mình. Không đoán được là yêu thú hay là võ giả nhân loại, nhưng phương hướng có lẽ là ở chỗ này không sai. Đợi đến khi hắn luyện hóa thành công thì lập tức giết đến đây,
theo lý mà nói cho dù tốc độ kẻ đó có nhanh thế nào cũng sẽ để lại chút manh mối mới phải. Nhưng bây giờ, hắn lại không phát hiện ra bất cứ dao rộng nào, cũng không có bất cứ khí tức nào để lại. Quái lạ! Lâm Nhất khẽ giọng lẩm bẩm. Trong tình huống này chỉ có hai khả năng, một là vốn không có ai, hai là thực lực người đó cao hơn hắn rất nhiều. Tình huống thứ nhất còn may, nếu là tình huống thứ hai, cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu thật sự có cao thủ thiên phách nhắm tới hắn, thế nào cũng chỉ có một chữ chết. Một nhân vật nhỏ như mình chắc không có cao thủ thiên phách đến truy sát đâu nhỉ. Lâm Nhất sờ mũi, cười nhạt. Bình thường mà nói, cao thủ cảnh giới thiên phách sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lâu Huyết Phú có mối thù không nhỏ với hắn, cảnh giới thiên phách là sức chiến đấu cao nhất có thể đến biển trăng khô trấn thủ, nhưng chưa chắc đã rời khỏi thành U Châu, được không bù nổi mất. Hơn nữa, nếu thật sự là cao thủ cảnh giới thiên phách của Lâu Huyết Phú thì lúc nãy mình đã chết rồi. Không nghĩ nữa. Lâm Nhất thu hồi tầm nhìn, không nghĩ thêm nữa. Chút chuyện kỳ lạ thế này chỉ tính là khúc nhạc đệm nho nhỏ, vẫn nên xem sau khi luyện hóa máu thương long sẽ có gì kỳ diệu. Vừa nghĩ đến đó, trên người Lâm Nhất lập tức lan tràn ánh sáng màu tím. Khi những tia sáng tím này ngưng tụ trên da thịt hắn, bên ngoài da lập tức có thêm một lớp màng màu tím nhạt. Lớp màng vô cùng cứng cáp, mơ hồ có những dấu ấn hoa văn sấm sét lóe sáng ở trên đó. Lâm Nhất cởi áo ra, cúi đầu quan sát bên ngoài cơ thể mình, sâu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh mà hoa văn sấm sét mang lại, và cả sự phòng ngự đáng kinh ngạc của lớp màng đó. Lớp màng ngưng tụ từ hoa văn sấm sét vô cùng mạnh mẽ, có chút tương tự với chiến giáp long tượng mà hắn tu luyện trước kia. Nhưng giữa hai thứ lại có sự chênh lệch về bản chất, là loại chênh lệch một thứ ở trên trời, một thứ ở dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Chiến giáp long tượng chỉ ngưng luyện ra áo giáp, lớp màng thì lại bảo vệ sát người, thậm chí dung hòa với máu thịt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác của hắn. Lúc hắn mới quan sát đã đoán được thần quyết luyện thể này có lai lịch rất lớn, nhưng không ngờ sau khi chân chính luyện hóa máu thương long lại mang đến sự thay đổi to lớn như vậy. Nghĩ kỹ lại lời nói của tiền bối Tinh Quân, có lẽ võ học này vốn phải kết hợp với máu thương long. Hai tầng đầu mà hắn tu luyện lúc trước chưa tính là thật sự thành công. Bây giờ Lâm Nhất mới xem như đã tu luyện xong hai tầng đầu tiên của Thương Long Cửu Biến. Xét về độ phòng ngự, e là chiến giáp hoa văn sấm sét luyện thành từ máu Thương Long còn mạnh hơn bảo giáp hạ phẩm một chút. Theo Lâm Nhất phỏng đoán, cho dù là bây giờ, hắn cũng chưa thể nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của Thương Long Cửu Biến. Nói rõ hơn, Thương Long Cửu Biến không chỉ đơn thuần là thần quyết luyện thể, bên trong nó chứa đựng không ít sát chiêu sắc bén. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, xác thịt sẽ thay đổi về chất từ trong ra ngoài, mọi cử động đều sẽ dẫn động gió sấm, bùng nổ sức chiến đấu mạnh mẽ. Giọt máu Thương Long vẫn còn hơn một nửa ngưng tụ ở lồng ngực, chưa luyện hóa hết. Có thể thấy khi hắn không ngừng nâng cấp Thương Long Cửu Biến, máu Thương Long dung hòa với xác thịt sẽ hoàn hảo hơn. Hai bên bổ trợ lẫn nhau, đợi đến khi máu Thương Long dung hòa hoàn hảo với xác thịt, Thương Long Cửu Biến sẽ hoàn toàn đạt thành. Thử xem uy lực của nó, Thương Long Cửu Biến, biến thứ nhất. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn vừa dứt lời, chân nguyên toàn thân rót vào tay phải. Năm ngón tay nắm lại, ánh sáng của hoa văn sấm sét trên lớp màng bùng lên, đồng loạt chuyển động. Trong lúc chuyển động, một luồng sấm sét chảy loạn vọt ra từ trên người hắn. Trông như hình rồng hào hùng quấn quanh người Lâm Nhất. Quyền mang nổ tung, có tiếng sấm đánh rung trời, tia sét rực rỡ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những nơi có thể nhìn thấy trong phạm vi nghìn mét phía trước, dù là cổ thụ chọc trời hay là hoa cỏ đều bị thiêu rụi. Cảnh tượng này nhìn rất đáng sợ, giống như sức mạnh to lớn nào đó của đất trời xóa bỏ toàn bộ sự sống trong vòng 1.000 mét. Lâm Nhất thở ra luồng khí đục. Lớp màng trên người dần dần tan biến, hắn nhìn mặt đất phía trước mà suy tư. Uy lực của biến thứ nhất trong Thương Long Cửu Biến đã tăng lên không ít, đủ để sánh ngang với Bôn Lôi Trảm Điện của Bá Kiếm. Không, Bôn Lôi Trảm Điện là một đường thẳng, lấy tốc độ là chính, cũng xem như mỗi cái có một ưu thế riêng. Có máu Thương Long này, chỉ mới biến thứ nhất thôi đã có uy lực đáng sợ như vậy, đợi mình đột phá lên tầng 3,
đạt được biến thứ hai, có lẽ sẽ miễn cưỡng có thể so chiêu với cảnh giới âm dương đại thành. Cảnh giới âm dương có ba cảnh giới lớn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cứ lên một cấp bậc, thực lực bản thân sẽ tăng lên gấp bội. Bình thường một cao thủ cảnh giới âm dương đại thành có thể dễ dàng giết chết 10 võ giả cảnh giới âm dương tiểu thành. Sự chênh lệch giữa tiểu thành với đại thành ở cảnh giới âm dương có thể gọi là lạch trời. Nhiều người thậm chí còn mặc kẹt ở tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành 10 năm, trăm năm không thể tiến thêm nữa. Một số yêu nghiệt bảng trong dù có tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành cũng đủ áp đảo cao thủ thế hệ trước trong cùng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với cảnh giới âm dương đại thành dù là bình thường nhất cũng sẽ có chút vất vả, không thể chiến đấu vượt cảnh giới dễ dàng như khi ở cảnh giới dương huyền. Càng về sau, áp lực khi chiến đấu vượt cảnh giới sẽ càng lớn. Mặc dù Lâm Nhất đã giết ba trưởng lão của lầu huyết vũ, nhưng vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo về thực lực của bản thân. Ba ông lão cảnh giới âm dương tiểu thành đó một đấu một e là còn không bằng cả cơ vô giả. Do đó, đối diện với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành tuyệt đối không thể khinh địch. Còn những yêu nghiệt bảng trong thì càng không cần phải nói nhiều, bảng trong bảng ngoài là hai tầng trời không phải chỉ nói suông. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ban ngày Lâm Nhất chiến đấu với yêu thú, rèn luyện thương long cửu biến, tối đến lại lĩnh ngộ bá kiếm, thời gian rảnh thì ngưng luyện chân nguyên, củng cố tu vi. Chớp mắt đã 7 ngày trôi qua. Soạt, tử quang lóe lên, quyền mang như kiếm, một con chó người mọc đầy gai chết dưới cú đấm của Lâm Nhất. Thi thể của con chó kia khá to, trước khi chết, gai trên người nó còn tràn ra không ít nọc độc. Lâm Nhất rèn luyện trong dãy núi này đã lâu, đương nhiên sẽ không để bị thương. Một đường tiến lên, yêu thú gặp phải lại càng ngày càng yếu, có lẽ không bao lâu nữa là ra ngoài rồi. Lâm Nhất thu quyền đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, chắc hẳn ra khỏi dãy núi này chính là biên giới của Vân Châu. Truy binh của lầu huyết vũ mãi không thấy xuất hiện, có lẽ đã bị mất dấu. Lâm Nhất suy nghĩ một lát rồi sải bước, đến lúc nên đi ra ngoài rồi. Trên một vùng đất trống trong rừng, một đám người đang tập trung lại để chiến đấu với một con yêu thú kia là Man Ngưu người đầy điện quang. Tu vi cảnh giới dương huyền viên mãn, thân thể to lớn, điện quang bắn khắp nơi, tạo thành tiếng vang xẹt xẹt trong không khí. Chết tiệt, sao dãy núi Kỳ Liêm này lại xuất hiện lôi điện Man Ngưu được chứ, Vân tiểu thư mau đi đi, để chúng ta chặn đường nó. Một người trung niên áo xanh dương dẫn đầu đang cùng người bên cạnh dốc sức chiến đấu với yêu thú Man Ngưu này, ông ta quay đầu nói với cô gái trắng nõn dung mạo thanh tú ở bên cạnh. Mọi người không đi, ta cũng không đi, cô gái sắc mặt tái nhợt, hơi căng thẳng, nhưng vẫn nói với vẻ kiên định. Vân tiểu thư mau đi đi. Chúng ta không chịu đựng được lâu nữa đâu. Mấy hộ vệ khác cũng lên tiếng khuyên nhủ, sắc mặt đều rất khó coi. Oanh! Lúc này, lôi điện Man Ngưu kia đột nhiên nổi giận, điện quang lóe lên trên người dày đặc như ngọn lửa. Lập tức có mấy hộ vệ không kịp đề phòng bị tông trúng, hộc máu bay ra xa. Chết tiệt! Trong mắt người trung niên lóe lên vẻ giận dữ, chân nguyên trên người dao động, ông ta đâm mạnh trường thương về phía trước. Keng! Thương mang trông rất sắc bén lại chỉ xuyên qua điện quang như ngọn lửa, đâm vào được nửa tấc. Có máu tươi bắn ra, Man Ngưu kia bị đau nên càng nổi giận hơn, tông mạnh lên người người trung niên áo xanh dương. Phụt! Trường thương trong tay người trung niên rơi xuống, ông ta phun ra một ngụm máu tươi trên không trung, sau đó bay ra xa, sức lực mạnh đến mức va gãy ba gốc cổ thụ chọc trời. Lôi điện Man Ngưu. Một bóng người lặng lẽ dừng lại trên ngọn cây ở cách đó không xa. Chủ nhân của bóng người đó đương nhiên là Lâm Nhất. Hắn đã đi dọc ở ven rừng mấy canh giờ rồi, tất cả yêu thú gặp phải đều không vừa mắt lắm. Vì không ra tay nên tốc độ cũng khá nhanh. Lâm Nhất nhìn về phía Man Ngưu, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, mấy ngày nay hắn rất ít khi gặp phải yêu thú lôi đình. Có lúc hắn cũng gặp, nhưng lại là yêu thú cấp bá chủ, tu vi khá cao, không thể giao thủ, thật sự hơi đáng tiếc. Dù sao yêu đan thuộc tính lôi đình vẫn khá có tác dụng với một người tu luyện thương long cửu biến như hắn. Vụt! Lôi điện Man Ngưu còn chưa hết giận, nó chạy nhanh như điên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng không thể thấy rõ.
Nó lao về phía người trung niên áo xanh dương vừa rơi xuống đất, tốc độ đáng sợ kết hợp với lôi quang như ngọn lửa trên người, uy thế của nó cực kỳ kinh khủng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Suy cho cùng người trung niên kia cũng là võ giả dương huyền đại thành, ít nhiều gì cũng có chút thực lực. Lúc sắp rơi xuống đất, ông ta đánh một chưởng lên mặt đất rồi bay lên lại. Nhưng ông ta còn chưa tìm thấy chỗ tiếp lực trên không trung đã bị điện mang dữ dội trên người lôi điện man nghiêu làm bay xa. Người trung niên lại phun ra một ngụm máu tươi, nếu còn tiếp tục, dù ông ta không bị đụng chết cũng sẽ bị điện mang làm tan xác. Thời khắc mấu chốt, một bóng người đáp xuống từ trên trời, bóng người đó vung tay, đấm một phát lên người lôi điện man nghiêu. Rắc! Tiếng xương cốt vỡ tan vang lên, dưới cú đấm này, lôi điện man nghiêu với thân thể vô cùng to lớn lập tức văng xa. Không nói cũng biết người ra tay đương nhiên là Lâm Nhất. Người trung niên áo xanh dương nhặt về được một mạng che ngực bò dậy, nghĩ lại mà sợ, sắc mặt tái nhợt. Trần Thúc! Cô gái thanh tú vội vàng tiến lên, tỏ vẻ vô cùng căng thẳng. Người trung niên được gọi là Trần Thúc nhìn về phía trước, trầm giọng nói, Vân tiểu thư, ta không sao. Lúc nói chuyện, cô gái thanh tú cũng nhìn về phía Lâm Nhất, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thiếu niên vừa ra tay chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng một cú đấm đơn giản của hắn lại tựa như một thanh kiếm sắc bén chém rách hư không, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay lôi điện man nghiêu. Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp. Người trung niên thoát chết trong gang tấc, vội vàng tiến lên chắp tay nói cảm ơn, có điều trong mắt ông ta lại tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Người này còn trẻ đã có thực lực thế này, thật sự rất hiếm thấy. Nhưng khác với cô gái trẻ tuổi kia, ông ta đã lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, biết rõ trên đời này có rất nhiều thiên tài. Không nói đến thiên tài xuất chúng trong 9 tông môn bá chủ, chỉ nói những thế lực khác cũng có rất nhiều yêu nghiệt thiên phú hơn người, hoàn toàn không thể lý giải theo lẽ thường. Sau sự ngạc nhiên, nét mặt ông ta lại trở lại bình thường. Công tử cẩn thận, cô gái thanh tú kia vừa định cất lời thì sắc mặt chợt thay đổi, hô to. Oanh! Trên người lôi điện man nghiêu vừa bị Lâm Nhất đánh bay bằng một quyền đột nhiên có một cột sáng lôi đỉnh phóng lên cao, trong tiếng giống giận, một tia chớp khiến thiên địa rung động chém rách hư không, đánh thẳng về phía Lâm Nhất. Tia chớp còn chưa hoàn toàn đánh xuống, trong không khí đã vang lên những tiếng nổ vang, những gốc cổ thụ chọc trời ầm ầm nổ tung. Mặt đất dao động, những vết nứt xuất hiện, điện quang kinh khủng cho thấy uy lực đáng sợ của nó. Nét mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối hắn đều không thả lỏng cảnh giác, lôi điện man nghiêu kia vẫn luôn bị hắn chú ý. Hắn xoay người, một luồng kiếm thế bùng nổ trên người. Dưới kiếm thế mạnh mẽ này, tia chớp với tốc độ đáng sợ kia dừng lại giữa không trung một cách kỳ lạ, giống như giấy giụa khó khăn trong vũng bùn. Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, lại đánh ra một quyền. Quyền mang đánh nổ điện quang, sau đó tiếp tục lao tới, đánh lên người lôi điện man nghiêu. Lôi điện man nghiêu với thân thể to lớn lập tức lăn xa trong rừng, cuốn lên cát bụi đầy trời. Thất sát quyền, oán trời bất công. Dù gì lôi điện man nghiêu này cũng có tu vi dương huyền viên mãn, năng lực phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ, e rằng quyền mang bình thường rất khó làm nó bị thương. Lâm Nhất không muốn lãng phí quá nhiều thời, lập tức sử dụng thất sát quyền. Giết, giết, giết. Lâm Nhất đứng trên không trung đánh tới một quyền, quyền mang chứa đựng tử quang sáng rực mang theo sát khí lạnh lẽo. Quyền kiếm của hắn đã hợp nhất từ lâu, quyền mang đánh ra thế này không cần cố ý ngưng tụ cũng mang theo phong mang ác liệt của kiếm ý tiên thiên. Quyền mang dễ dàng xuyên qua điện quang như lửa trên người lôi điện man nghiêu, đánh lên thân thể nó. Kiếm ý mạnh mẽ khiến quyền mang xuyên thẳng vào trong, đánh nát lục phủ ngũ tạng của con man nghiêu này. Lôi điện man nghiêu lập tức tắt thở. Mấy người phía sau đều ngây người, kinh ngạc không nói nên lời. Mạnh quá! Chỉ một quyền đã đánh chết lôi điện man nghiêu rồi. Trông người này cũng chỉ lớn hơn Vân Tiểu Thư vài tuổi, sao có thể mạnh thế? Cả đám hộ vệ trợn mắt há mồm, trong mắt bọn họ. Những thiên tài xuất chúng ở cổ vực Nam Hoa chẳng khác nào truyền thuyết cả. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, không cần nói cũng có thể hiểu được cảm giác rung động trong nội tâm bọn họ. Bụp! Đầu của lôi điện man nghiêu nổ tung, một viên yêu đan bay ra.
Lâm Nhất giơ tay cầm lấy nó, con lôi điện man ngưu này chỉ là yêu thú cấp tinh anh, hoàn toàn không thể sánh bằng yêu thú cấp bá chủ. Chất lượng yêu đan kém hơn một chút, nhưng năng lượng thuộc tính lôi ẩn chứa bên trong lại rất thuần túy. Miễn cưỡng sử dụng, có tốt hơn là không có. Công tử, ta tên Lãnh Hương Vân, không biết xưng hô với huynh thế nào. Cô gái thanh tú đi tới trước mặt Lâm Nhất, cất tiếng chào hỏi, trong mắt không ngừng có tia sáng lóe lên, tràn đầy tò mò. Lúc đến gần, Lâm Nhất mới phát hiện cô gái này rất nhỏ tuổi, chỉ khoảng 14-15, Lâm Nhất không chút giấu giếm cho đối phương biết tên mình. Lâm đại ca may mà có huynh, nếu không mấy người chúng ta đã phải chết ở đây rồi, huynh là người đến từ nơi khác sao? Nếu không vội thì mời huynh trở về với chúng ta, phụ thân ta sẽ cảm ơn huynh đàng hoàng. Trong mắt thiếu nữ Hương Vân lộ ra vẻ mong đợi và sợ sệt, nhẹ nhàng nói. Nhưng lúc nàng ta nói ra lời này, người trung niên áo xanh ở bên cạnh lại hơi nhíu mày, tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Sau khi nhận ra, Lâm Nhất cất tiếng từ chối, lúc này, một luồng sát khí đáng sợ kéo đến. Hơi thở vừa lạnh lùng vừa hung ác kia còn đáng sợ hơn cả lôi điện man ngưu. Mấy người thiếu nữ và người trung niên đều thay đổi sắc mặt. Cộp cộp cộp. Ngựa huyết long chạy ra từ sâu trong rừng, vóc dáng đẹp mắt, lông tựa như máu, thân thể cao to, mang đến cho người khác một áp lực khổng lồ. Trong mắt nó thấp thoáng có huyết quang lượn lờ, càng làm người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, chư vị đừng sợ, đây là bạn ta. Ngựa huyết long ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Nhất, đồng thời để lộ hai hàng răng cửa, uy thế đáng sợ trên người lập tức biến mất. Lâm công tử, con ngựa này thật thú vị, ta có thể sờ một cái không? Dù gì Lãnh Hương Vân cũng còn mang tâm hồn thiếu nữ, ngây thơ lãng mạn, nhìn thấy ngựa huyết long như thế lập tức phì cười, sợ sệt hỏi. Lâm Nhất gật đầu, tiểu nha đầu chìa tay ra. Đồ ngốc ngựa huyết long này còn khá phối hợp, cúi đầu không ngừng chọc cười nàng ta, thiếu nữ tên Hương Vân lập tức phát ra tiếng cười giòn giã. Thoáng liếc mắt. Lâm Nhất nhìn thấy dường như ngựa huyết long muốn thẻ lưỡi liếm người ta, bèn lặng lẽ vỗ nhẹ lên người nó một cái. Bốp! Cái vỗ này nhìn tưởng nhẹ, nhưng lại rất đau. Ngựa huyết long giật mình cắn chặt răng, người giống như bị điện giật, cơ bắp căng chặt, liên tục run rẩy. Ha ha ha, con ngựa này thật đáng yêu, Lâm công tử, ta có thể cưỡi nó một lát không? Thấy thế, Lãnh Hương Vân che miệng cười hỏi. Tiểu thư! Người đàn ông trung niên ho khan mấy tiếng, Lãnh Hương Vân cười ngượng ngùng, biết mình hơi quá đáng. Nàng ta nhìn về phía Lâm Nhất, Lâm công tử, huynh cùng chúng ta về đi, ơn cứu mạng lần này, Hương Vân nhất định sẽ cảm ơn đàng hoàng. Tiện tay thôi. Lâm Nhất hờ hững nói một câu, nhìn vào đôi mắt sáng của tiểu cô nương, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có thể, nhưng ta không thể ở lại lâu, sẽ nhanh chóng rời đi. Hắn nghĩ kỹ lại. Thấy đồng ý cũng không sao, cũng đã ở lại dãy núi này quá lâu rồi. Có những người này dẫn đường, hắn muốn rời khỏi dãy núi cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thấy Lâm Nhất đồng ý, Lãnh Hương Vân lập tức vô cùng mừng rỡ. Mọi người vừa cười vừa nói đi phía trước, Lâm Nhất cưỡi ngựa huyết long lặng lẽ theo sau. Đợi đến khi ra khỏi dãy núi Kỳ Liêm, người trung niên kéo Lãnh Hương Vân qua một bên, nhỏ giọng nói, tiểu thư. Gần đây quận Kỳ Liêm không yên bình cho lắm, có thể ra ngoài đã không dễ dàng gì rồi. Nếu còn dẫn người lạ về, e rằng người trong thành sẽ không vui. Nhưng ta thấy Lâm công tử không giống người xấu, Lãnh Hương Vân quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhất, sau đó nói, hơn nữa người ta cứu chúng ta, cũng không thể không bày tỏ thành ý đúng không? Người trung niên biết tính cô gái, nên cũng không khuyên nữa. Ông ta chỉ thầm cười khổ. Thiếu niên này khí thế bất phàm, ánh mắt sắc bén, mi tâm chứa đựng phong mang đáng sợ. Thiên tài xuất chúng thế này, có tình cảnh nào mà chưa từng thấy, e rằng hoàn toàn không quan tâm quả cảm ơn gì đó. Như lời hắn nói, ra tay giúp đỡ cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng tiểu thư chưa từng trải, khó hiểu được đạo lý trong đó, ông ta có nói nhiều hơn cũng vô ích. Không yên bình sao? Thần thức của Lâm Nhất nhạy bén vượt xa thiên tài cảnh giới Dương Huyền bình thường. Tuy đi cuối đội ngũ, nhưng dù không cố ý muốn nghe, hắn vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ. Trên đường đi,
Trong cuộc trò chuyện của mấy người này, Lâm Nhất đã biết đại khái mình đang ở đâu. Khu vực này có tên là quận Kỳ Liêm, đất đai rộng lớn, nhưng môi trường không được tốt lắm. Trong quận có hai thế lực lớn, một là Tam Ưng Bảo, Lãnh Hương Vân này chính là con gái của bảo chủ. Hai là Bang Huyết Lang, hai thế lực lớn được xem là bá chủ của quận Kỳ Liêm, bình thường cũng có mâu thuẫn, tranh đấu tương đối kịch liệt. Thế lực trong khu vực này cũng giống những tông môn ở Đại Tần Đế Quốc, có chính có tà. Những trận tranh đấu ngày thường luôn vô cùng tàn khốc, luôn có chuyện tông môn bị tiêu diệt, cả nhà bị giết chết diễn ra. Nhưng dù là Tam Ưng Bảo hay Bang Huyết Lang cũng không thể sánh bằng với Thư viện Thiên Phủ, thậm chí còn thua xa Lăng Tiêu Kiếm Các. Ở Vân Châu, quận Kỳ Lâm này là một nơi khá vắng vẻ. Bình thường những nơi này đều tranh đấu không ngừng, người trung niên áo xanh dương nên quen với việc đó mới đúng. Không yên bình mà ông ta nói rốt cuộc là không yên bình đến mức nào. Lâm Nhất cũng không quá hứng thú với chuyện này, hắn chỉ tìm một nơi để nghỉ chân mà thôi. Vân tiểu thư về rồi, mở cửa. Lạ thật, sao lại dẫn một người lạ về? Còn trẻ tuổi đã có tu vi Dương Huyền Đại Thành, thiếu niên này từ đâu đến vậy? Quận Kỳ Liêm có thiên tài thế này sao? Kỳ lạ! Nhóm người trở về Tam Ưng Bảo, sự xuất hiện của Lâm Nhất dẫn đến sự chú ý không nhỏ, thậm chí còn truyền đến tai rất nhiều cấp cao. Ở sảnh lớn Tam Ưng Bảo, sau khi Lãnh Hương Vân kể lại chuyện gặp được Lâm Nhất như thế nào cho những người đó, bọn họ đều nhìn Lâm Nhất với nét mặt rất kỳ lạ. Người trung niên áo tím cầm đầu nhìn người trung niên áo xanh bên cạnh Lãnh Hương Vân, người sau im lặng gật nhẹ đầu. Người trung niên áo tím trông rất lão luyện, trong lúc trao đổi, có một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Tuy ông ta cũng có tu vi Dương Huyền Viên mãn đỉnh phong giống người trung niên áo xanh, nhưng rõ ràng ông ta mạnh hơn rất nhiều. Lâm công tử là đệ tử của một trong tám thế lực cấp bá chủ sao? Không phải. Vậy là đệ tử nòng cốt của thế lực chuẩn bá chủ? Cũng không phải. Lâm công tử có xếp hạng trên bảng Long Vân không? Người trung niên áo tím nở nụ cười, tiếp tục hỏi. Lâm Nhất đặt hộp đựng kiếm sang một bên, ngồi dựa vào ghế bưng chung trà lên, hờ hững lắc đầu. Vậy các hạ có thể cho ta biết lai lịch của mình không? Hơn nữa đến Tam Ưng Bảo của ta là vì mục đích gì? Ta cảm thấy rất tò mò, người không phải đệ tử của thế lực cấp bá chủ, cũng không phải đệ tử nòng cốt của thế lực chuẩn bá chủ, cũng chẳng có hạng trên bảng Long Vân, vì sao có thể đánh chết Lôi Điện Man Nghiêu chỉ bằng một cú đấm? Nụ cười trên mặt người trung niên áo tím chợt biến mất, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh như băng, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Soạt! Tám cao thủ Dương Huyền Đại Thành sau lưng ông ta đồng thời ngẩng đầu, con ngươi như điện, phong mang lạnh lẽo rơi vào người Lâm Nhất. Lâm Nhất tùy tiện nhìn một vòng, những người khác trong đại sảnh cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt không có thiện ý. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, tiểu nha đầu Lãnh Hương Vân đã sợ đến mức không nói nên lời. Rốt cuộc nơi này không yên bình đến mức nào mà hắn chỉ tùy tiện đặt chân đến đã khiến những người này sợ bóng sợ gió như thế rồi. Lâm Nhất đặt chung trà xuống, không nói một lời, đứng dậy muốn rời đi. Ngươi không nên đi, ngồi xuống đàng hoàng thì tốt hơn. Người trung niên áo tím lạnh lùng quát lên, trong mắt xuất hiện sát khí, tám cao thủ sau lưng ông ta bay lên không trung, đồng thời tấn công Lâm Nhất. Bọn họ vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, vừa tàn nhẫn vừa ác liệt. Tám tinh nhuệ Dương Huyền Đại Thành, có thể nhìn ra ngày thường cũng đã từng chém giết. Kinh nghiệm phong phú, xuất thủ bằng sát chiêu nhanh nhất tàn nhẫn nhất. Trong tiếng xé gió chói tai, bọn họ lần lượt nhằm vào điểm yếu của Lâm Nhất. Nhưng vẫn chưa hết. Trong lúc lơ lửng trên không trung, tám người lần lượt tế võ hồn của mình, uy lực đáng sợ nối liền với nhau, khí thế thoáng chốc dâng cao. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, mấy người này điên rồi, tùy tiện tế võ hồn như thế, xem ra ngày thường đều là những người đi lại trước mũi đao. Đừng ra tay, Lâm đại ca là người tốt. Lãnh Hương Vân sợ đến mức tái mặt, nhưng khi nàng ta muốn đứng dậy, lại bị người trung niên áo xanh dương phía sau đè xuống. Ở nơi này, rõ ràng người trung niên áo tím mới thực sự là chỉ huy. Nghe thấy tiếng hô của Lãnh Hương Vân, ông ta vẫn không hề nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Nhất bằng ánh mắt chứa đựng hàn mang lạnh lẽo và tàn bạo. Trần Thúc,
đừng cản ta, Lâm đại ca đang gặp nguy hiểm. Lãnh Hương Vân hoảng hốt lo sợ, cực kỳ áy náy, hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả thế này. Trần Thúc lắc đầu, không nói gì, ông ta biết một vài tin đồn mà Lãnh Hương Vân không biết, cũng không cho rằng Lâm Nhất sẽ thật sự bị làm sao. Cho dù không đấu lại, thiếu niên này cũng có thể dễ dàng rời đi. Bốp! Lúc tám võ giả Dương Huyền Đại Thành sắp đáp xuống, Lâm Nhất vỗ nhẹ một cái lên ghế. Sau đó, cả người và ghế lập tức di chuyển, vừa khéo tránh thoát tất cả sát chiêu của tám người này. Trong mắt tám người lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ rằng Lâm Nhất có thể tránh thoát một cách dễ dàng như thế. Nhưng bọn họ vẫn phản ứng rất nhanh, gần như không chút do dự hừ lạnh một tiếng, lại cùng lúc tấn công. Lâm Nhất hờ hững nâng tay lên. Ong! Hộp đựng kiếm đang đứng thẳng phía trước lập tức bị hắn hút vào tay, không đợi tám người đến gần, hắn vỗ nhẹ một cái lên hộp đựng kiếm. Oanh! Hộp đựng kiếm nặng nề kia lập tức lao về phía trước như một ngọn núi lớn nguy nga. Phụt! Tám người bị đánh bay, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Vù vù! Hộp đựng kiếm không ngừng xoay tròn, tám người thoáng chốc bị va chạm mấy lần. Mỗi một lần đều có tiếng xương gãy vang lên vô cùng rõ ràng. Phịch! Một lát sau, tám người đều quỳ dưới đất, đau đến mức nhe răng nhếch miệng, không thể đứng dậy. Trong điện lập tức vang lên tiếng hô sợ hãi, ai cũng nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lâm Nhất và ghế cùng bay lên không trung, vừa khéo rơi xuống vị trí ban đầu của hắn, mặt đất ở bốn góc ghế nứt ra thành những khe hở. Hắn đưa tay đón lấy hộp đựng kiếm, đặt kiếm đứng thẳng trước người. Hắn nhìn về phía người trung niên áo tím, thản nhiên nói, tại hạ không có ác ý, đi qua nơi này nên tiện tay cứu Vân tiểu thư. Chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân mà thôi. Các hạ vẫn nên giải thích cho rõ ràng thì hơn. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, nếu không phải tám người đang quỳ dưới đất vẫn đang rất đau đớn, thì mọi người đều nghi ngờ, không biết Lâm Nhất có từng di chuyển hay không. Nét mặt của người trung niên áo tím liên tục thay đổi, có vẻ khá khó coi. Một lúc lâu sau đó, ông ta mới nói, hiểu lầm rồi, tại hạ tên Cố Phi, trước mắt ba vị bảo chủ đều đi ra ngoài. Nơi này tạm thời do ta quản lý. Ra tay với các hạ thật sự cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Hai tháng trước, Phong Vô Hận đứng trong 100 vị trí đầu trên bảng tà tu xuất hiện ở quận Kỳ Liêm, rất nhiều thế lực thua trong tay ông ta, người này đã hơn 50 tuổi, nhưng vì tinh thông thuật dưỡng sinh nên trông chẳng khác gì thiếu niên, cho nên thấy ta không thể nói tên tông môn, cũng không phải thiên tài trên bảng Long Vân, ông bèn ra tay với ta. Lâm Nhất nói hết lời thay ông ta. Xin lỗi, đã đắc tội rồi. Ngoài chuyện này, gần đây quận Kỳ Liêm thật sự không được yên bình lắm. Tinh nhuệ của bang Huyết Lang kẻ thù lớn nhất của Tam Ưng Bảo ta đã xuất hiện, không biết vì sao mà đột nhiên tấn công Tam Ưng Bảo. Mấy ngày liên tiếp, ba vị bảo chủ đều thay phiên nhau đi dò la tin tức, hôm nay còn đồng thời đi ra ngoài. Nhưng trước khi mặt trời lặn, chắc chắn họ sẽ trở về. Người trung niên áo tím tỏ vẻ lúng túng, vừa nói vừa âm thầm quan sát Lâm Nhất. Trong lúc nói chuyện, giải thích với Lâm Nhất, ông ta còn đồng thời ám chỉ trong Tam Ưng Bảo vẫn còn cao thủ chân chính chưa xuất hiện, tránh hắn làm to chuyện. Nếu Tam Ưng Bảo có thể xưng bá ở quận Kỳ Liêm này, thì chắc ba vị bảo chủ đều có thực lực cảnh giới âm dương. Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, không nhìn ra chút dao động nào. Trải qua trận chiến ở biển Trăng Khô, kiến thức và thực lực của hắn đều tăng lên rất nhiều, tình huống này hoàn toàn không thể khiến cảm xúc của hắn bị dao động. Nhưng chuyện này vẫn hơi kỳ lạ. Tuy bang Huyết Lang và Tam Ưng Bảo tranh đấu với nhau, nhưng cũng đâu đến mức liều mạng. Bình thường đang yên đang lành, chắc chắn bang Huyết Lang sẽ không vô duyên vô cớ điều động toàn bộ tinh nhuệ đến. Ba bảo chủ mặc kệ trong bảo không có ai vẫn muốn đi thám thính tin tức. E rằng cũng cảm nhận được sự kỳ lạ này. Trong lúc nói chuyện, người trung niên áo tím luôn muốn dò hỏi lai lịch của Lâm Nhất. Lâm Nhất thành thật nói với ông ta mình đến từ Đại Tần Đế Quốc, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng là không tin. Ông ta không tin, đương nhiên Lâm Nhất cũng sẽ không giải thích thêm. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Rất nhiều cấp cao của Tam Ưng Bảo trong đại sảnh đều tỏ vẻ hơi lo lắng. Người trung niên áo tím cũng tỏ vẻ mất tự nhiên.
Trước đây, dù lần lượt đi ra ngoài, ba vị bảo chủ muộn nhất cũng sẽ trở về trước khi mặt trời lặn. Hôm nay, cả ba vị đồng thời ra ngoài, nhưng muộn như thế vẫn chưa trở về. Không xong rồi cố chủ sự. Vào lúc mọi người đang nghi ngờ, một người do thám vội vã xông vào, căng thẳng nói, cố chủ sự, người của bang huyết lang kéo tới, đã cách Tam Ưng Bảo chưa đến trăm dặm. Đối với võ giả, khoảng cách trăm dặm không phải là quá xa. Dù là võ giả cảnh giới huyền võ cũng chỉ cần hai canh giờ là đến nơi, cường giả cảnh giới tử phủ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Làm sao đây? Không có bảo chủ, mọi người như rồng không đầu, hơn nữa khi nãy tám cao thủ cảnh giới dương huyền còn bị Lâm Nhất đả thương. Nếu bang huyết lang thật sự kéo đến, e rằng bọn họ không thể nào ngăn cản, nghĩ đến thảm án diệt môn thi thoảng xảy ra ở quận Kỳ Liêm, mọi người đều thấy không rét mà run. Không phải sợ. Nét mặt người trung niên áo tím thay đổi, một lát sau, ông ta cố ép mình bình tĩnh lại, cất lời, đến thì sao chứ, Tam Ưng Bảo ta sừng sững nhiều năm như thế, sao có thể không có chút năng lực nào được. Người của bang huyết lang đến từ xa, chắc chắn không thể phá đi linh trận trong bảo trong khoảng thời gian ngắn. Truyền lệnh xuống, canh gác cẩn thận, phong tỏa cửa ra, không cho bất cứ một ai ra vào. Lâm Nhất Thầm thấy ngạc nhiên, chuyện này ngày càng thú vị rồi đây. Ba bảo chủ trùng hợp không có ở đây, tinh nhuệ của bang huyết lang cũng chính thức xuất phát, tấn công Tam Ưng Bảo, thời gian thật khéo quá. Lâm Nhất có thể nhìn ra người trung niên áo tím đang cố giữ bình tĩnh. Không có cường giả cảnh giới âm dương chấn giữ, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn, lúc đó Tam Ưng Bảo chắc chắn sẽ bị tàn sát. Lâm Nhất không muốn nhúng tay vào chuyện này, ung dung đi dạo trong bảo. Tất cả mọi người trong Tam Ưng Bảo rộng lớn đều tỏ vẻ hoang mang. Đứng trên tường thành, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy người của bang huyết lang đang tập trung xung quanh, bao vây toàn bộ Tam Ưng Bảo. Lâm Nhất Định tìm một cơ hội rời đi không khỏi nhíu mày. Nếu hắn rời đi, chắc chắn sẽ bị người của bang huyết lang chặn lại, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức. Bang huyết lang kia tinh nhuệ đông đảo, có không ít cường giả cảnh giới dương huyền. Nghe nói bang chủ còn là cao thủ âm dương đại thành. Nếu đánh nhau, e rằng Lâm Nhất cũng không chiếm được lợi thế. Cách tốt nhất là chờ lúc hai bên chém giết, thừa dịp hỗn loạn rời đi. Có điều hắn thấy hơi nghi ngờ, không biết bang huyết lang này rốt cuộc có mưu đồ gì. Vụt! Lúc này, ba bóng người mang theo khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong màn đêm. Bảo chủ trở lại rồi. Trong Tam Ưng Bảo lập tức vang lên tiếng hoan hô mừng rỡ. Ồ! Lâm Nhất nhìn về phía đó, nhìn thấy một ông lão áo đen nét mặt lạnh lùng xuất hiện trên thành bảo, trên người tràn đầy khí thế chân nguyên khá hùng hậu, mơ hồ còn đáng sợ hơn đại trưởng lão ngoại môn của Lầu Huyết Vũ rất nhiều. Nếu đoán không lầm thì đây chính là phụ thân của Lãnh Hương Vân, bảo chủ của Tam Ưng Bảo. Lạ thật! Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Một bảo chủ ở nơi cằn cõi như biên giới Vân Châu lại cho hắn cảm giác còn đáng sợ hơn cả trưởng lão cảnh giới âm dương của thế lực chuẩn bá chủ. So sánh tu vi của nhị bảo chủ và tam bảo chủ đang bị thương sau lưng ông ta với ông ta, có thể cảm nhận được sự chênh lệch vô cùng to lớn. Lúc còn trẻ, có lẽ lãnh bảo chủ này có kỳ ngộ gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.